Hôm qua mình học gì ta? Quy luật thu hút ảnh hưởng. Hôm qua mình học gì nhỉ? Hôm qua học tiết hay không cả nhá? Tiền là học buổi trưa chiều chứ Ừ, để buổi chiều đó, có một số bạn hôm qua không? Nhưng mà tiền đó là tri thức mới luôn á. Mới có mấy ngày nay có thôi. Tri thức mới của thầy. Hay thật đó, tự nhiên có cái nhận thức đấy. Từ lượng nó bảo là không phải mang tiền về cho vợ nữa rồi đúng không? Hôm qua mình học á là nguyên một cái Chậm. nghỉ đấy. Mình lấy đích đến hôm nay thứ sáu nha, mai được ngủ luôn. Hôm qua mình học là nguyên lý đích đến nhà mình á, ai mà chưa ấy á, nghe lại cái bài bài nhận thức về tiền đấy hay, tại vì giờ là thầy cái gì thầy cũng đưa thầy nhận thức hết đó để cho mọi người thay đổi á. Và bây giờ mình học một tâm thái. Tâm thái đó là hôm qua cô Mai Hướng bảo là làm gì để mà tránh khỏi thành trụ ngoại diệt, rồi làm gì để tránh trực thành trụ ngoại diệt đó. Tâm thái thuở ban đầu Giỏi trời, biết hết rồi. Biết hết rồi chưa, thể làm gì. Tâm thái thuở ban đầu thì khi mình làm bất kỳ một cái việc gì á thì nó luôn khởi tạo một cái được gọi là quy luật thành trụ ngoại diệt, nó luôn nhìn cái chữ này khó chịu không nhỉ, nó luôn khởi tạo một quy luật đó là quy luật thành trụ ngoại diệt. Thì nên tâm thức của mình á cần phải gì, cần phải quản trị nó bằng bằng các ngôn ngữ hoặc là các thuật ngữ để làm sao khi nào mình cũng có một tâm thái thuở ban đầu thì mình sẽ tránh né được thành trụ ngoại diệt. Vậy thì khi mà mình khởi tạo bất kỳ một điều gì thì thành trụ ngoại diệt là một trong những quy luật. Đã là quy luật thì mình cần phải tuân theo. Nhưng nếu xét về tần số rung động năng lượng ấy, hay là xét về trạng thái rung động điện từ nội tâm thì nó sẽ dẫn đến tình trạng này là khi trạng thái rung động điện từ nội tâm á, mà nó lên dương ấy thì nó sẽ chuyển xuống âm. Lên dương, dương quả hóa ấm á, thì nó xảy ra cái việc mà cái quy luật này nó sẽ diễn ra. Vậy thì có một câu chuyện, tức là có cuộc nói chuyện giữa hai người lãnh đạo, hai nhà lãnh đạo, thấy không, hai nhà lãnh đạo mới nói chuyện với nhau, chắc ở trong nhà mình ai cũng nghe hết rồi. Thì cái nhà lãnh đạo thứ nhất ấy mới hỏi nhà lãnh đạo thứ hai là công ty của người đó mà đã phát triển rất lớn rồi thì có sợ quy luật thành trụ ngoại diệt không, có sợ quy luật thành trụ ngoại diệt không. Thì nhà lãnh đạo thứ hai mới nói là thành trụ ngoại diệt á, nó nằm ở quan niệm, nó nằm ở quan niệm, bởi vì công ty họ mới bắt đầu à, nên đối với so với thế giới á thì không có là gì hết, so với thế giới thì nó không phải là đã thành rồi, cho nên thành trụ hoại diệt á nó nằm ở chỗ là quan niệm thôi.
Giờ mình ví dụ ha, ví dụ một cách đơn giản này. Bây giờ nhà mình á sống ở một nơi, ở một cái dân tộc, mà dân tộc đó tuổi thọ trung bình là 140 tuổi. Đúng không? Tuổi thọ trung bình là 140 tuổi. Thì sau 140 tuổi họ mới mất đi. Vậy thì bây giờ nhà mình 60 tuổi thì mình cảm nhận như thế nào? Con trẻ càng Ừ. Còn trẻ. Còn nếu như mà mình mà sống trong chỗ mà 70 tuổi mà nó gọi là chuẩn bị xa chơi rồi ấy, thì mình sẽ cảm giác là mình 60 tuổi là mình sắp ấy rồi đúng không? Sắp ra đi rồi đúng không? Bây giờ đi. mình sống trong một cái gia đình, một cái dòng tộc. Một gia đình, một dòng tộc. À, mà ai cũng kiếm được khoảng tầm 1 triệu đô la một tháng. Được chưa? Tài sản tích lũy của họ thì cỡ 30 triệu đô la đi. Vậy thì hầu như trong cái gia tộc đó, người trưởng thành họ đều đạt được cái điều này. Vậy thì theo cả nhà, cái quan niệm tài chính của họ với tài chính của mình ở hiện tại này nó khác nhau không? Giả sử như mình thu nhập một tháng mà 10 tỷ á, thì mình thấy cái chuyện đó là chuyện rất bình thường, đúng không? Mình thấy cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà nếu như mà mình chưa thu nhập được thì quan niệm tài chính của mình với người đó hoàn toàn khác nhau. Vậy thì có họ, hai người này đều có cùng mục đích đến. Hai người đều có cùng mục đích đến là trước tuổi 40 thì có một người á, là họ có mong muốn là thu nhập khoảng 200 triệu một tháng. Và một người trước tuổi 40 kỳ vọng là có 1 tỷ một tháng. Vậy thì hai người bắt đầu ra nỗ lực phấn đấu. Được chưa? Một người á, là muốn 200 triệu một tháng. Một người thì muốn 1 tỷ một tháng. Thì người thứ nhất ấy, là họ hoàn thành mục tiêu gần 100% và cảm thấy rất tự hào. Và những người xung quanh họ, nó ông này này thì đánh giá rất là cao. Bởi vì á, cái người đó thu nhập 200 triệu một tháng. Mà ở đất nước Việt Nam á, mà ở dưới quê á, mà thu nhập 200 triệu một tháng thì đâu phải là một con số nhỏ đâu. Vậy thì họ đã rất là tự hào và mãn nguyện, được chưa? Nhưng mà người thứ khá ấy á, thì họ gì? Xin lỗi vợ. À, xin lỗi vợ và xin lỗi con là bởi vì chỉ có hoàn thành được 50% mục tiêu, là mỗi tháng chỉ có 500 triệu thôi. Vậy thì hai người này có trạng thái khác nhau không? Có. Ừ, hai người có trạng thái khác nhau. Vậy thì á, thành chủ hoại diệt đấy, nó giết chết sự phát triển của một con người. Bây giờ ví dụ ha, khi mà mình lớn lên á, thì á, khoa học á, ở giới khoa học họ nói là ở tuổi 20 thì sẽ trưởng thành, ở tuổi 40 á, thì bắt đầu là lão hóa dần đi, và ở tuổi 60 thì già đi. Vậy thì cái khái niệm đó có phải làm cho mình bất ổn không? Nếu mà mình đang 60 tuổi mình cảm thấy bất ổn là tôi già lắm rồi. Nhưng mà mình set up lại một cái tâm thái. Về, set up lại tâm thái. Ừ, quan trọng là ở đoạn này. Vậy thì bây giờ mình set up một tâm thái như thế nào? Bây giờ mình thấy nha, tuổi thọ trung bình của thế giới á, thì mình theo dự đoán là người nào mà sánh vào khoảng năm 2040 thì hoàn toàn có thể sống đến 140 tuổi. Sau đó là tại sao lại có thể sống được 140 tuổi, thì người ta lý giải á, là có thể là thay thế các cơ quan nội tạng hay y học phát triển hay là nhiều điều. Thì lúc đó là chúng ta sánh trước cái năm này là năm 2040 á, thì truyền thống sẽ không cho chúng ta là tuổi thọ, mà họ sẽ nói là gì, 80 tuổi là mình chết. Nhưng nếu như mình hiểu được rằng là từ từ thế giới nó sẽ tiến bộ đi, được chưa, tìm được phương thuốc rồi, có quan niệm về sức khỏe này rồi các kiểu, thì lúc đó những đứa trẻ mà sanh từ năm 2040 đến 2050 thì họ sẽ, mình có một cái cảm nhận là các con có thể sống được 120 tuổi và 140 tuổi là điều khả thi không? Là khả thi đúng không? Này, set up tâm thái này thì mình thấy con mình mà nếu như mà nó sinh ra từ năm 2040 2050 thì thấy con mình có tuổi thọ như thế là điều khả thi mà.
Ủa? Khả thi không cả nhà? Có. Ừ. Tại vì lúc đó nó thay đổi rất là nhiều thứ, đầu tư tiến bộ khoa học đến y học các kiểu, nhưng mà nó vẫn cứ truyền thống như vậy, nhưng mà mình sẽ ấp một tâm thái là vậy. Vậy thì á, nếu như cái điều này nó chính là nằm ở chỗ là nó chỉ là quan niệm thôi. Quan niệm nó sẽ dẫn dắt tuổi thọ của các con. À vậy thì ngay từ nhỏ mà các con á, có một cái cảm nhận rằng là việc sống 140 tuổi là bình thường, thì lúc đó các hành vi của con, cách ăn ở của con nó sẽ khác. Vậy thì bây giờ nếu như mình dời lại một cái tâm thái của bản thân mình này, là mình sẽ sống được tới 120 tuổi đến 140 tuổi là việc bình thường. Thì bây giờ này, ví dụ như Xuân Nương bây giờ bao nhiêu tuổi? 20 tuổi đúng không? Đó, Xuân Nương 10 20. tuổi. Ừ. Vậy thì bây giờ mình set up này, set up tâm thái này là tuổi thọ mà của mình ở 140 tuổi, thì ngày hôm nay với cái năm sinh đó, với cái tuổi đó, thì bây giờ có phải là mình cảm giác là mình mới bắt đầu cuộc đời á, mới có 20 tuổi và mình sống được đến 140 tuổi, thì có phải là bây giờ mình mới bắt đầu cuộc đời không? Trả lời cái coi. Có. Đúng rồi cô. Thì có nghĩa là cái quan niệm, tức là mình set up cái quan niệm, chẳng hạn như là cuộc nói chuyện giữa hai người lãnh đạo, thì cái ông chủ tịch của Vingroup và ông bảo là cái đó là quan niệm thôi, đối với ông cái đó là công ty ông chưa có thành, đối với thế giới thì công ty của ông chưa có là gì hết. Còn đối với mình set up một tâm thái là mình sống thọ cho đến Không. 140 tuổi, thì bây giờ 20 tuổi đó là gì đâu, thì bây giờ mới bắt đầu thôi mà. Vậy thì á, mình mới 20 tuổi thôi. Còn nhiều người họ không có quan niệm này, thì họ bắt đầu á, họ đau, họ bệnh, rồi họ không có nghĩ đến là cái chuyện là ồ, bằng tuổi đó mà chạy được 21 cây. Cả nhà, ở trong quýt á, những bé mà 80 tuổi chạy được 21 cây số, bơi được bao nhiêu cây số, squat được bao nhiêu cái, thì nó là cái gì? Mà người ta luôn định vị họ là 20 tuổi. 20 tuổi tại vì 20 tuổi là ở một cái tuổi gọi là tần số rung động năng lượng cao, là người ta làm cái gì cũng ở tuổi 20 hay lắm, làm cái gì cũng gọi là nhiệt thành nhất của tuổi trẻ, làm ngày đêm không biết mệt mỏi á, cho nên thầy mới định vị là ở tuổi 20. Vậy thì khi mà họ set up tâm thái à, không phải là 80 tuổi mà là 20 tuổi, thì chạy bộ thì 21 cây, squat thì 3.000 cái đó. Vậy thì nếu như mà mình không có quan niệm đó, thì những cái người á mà đang ở tuổi vật lý như vậy thì họ không làm được điều đấy. Còn cái việc trừ một cái việc ha, đó là mình set up tâm thái mình sống được như vậy, còn nhân quả nó kéo đến như thế nào á, thì mình không có nói. Nhưng mà mình sống á, thì mình cần có một quan niệm là mình sống tới 120, 140 tuổi để gánh vác cho xã hội nhiều điều. Được chưa? Vậy thì từ mình bây giờ mình sống tới 140 tuổi, vậy thì mình mở rộng kiến thức nhân sinh từ đây cho đến 140 tuổi. Vậy thì mình quan sát là với cái tuổi đó. Được chưa? Với một cái tuổi đó thì hiện tại bước đi của tụi mình á, bước đi của các chuyên gia tư vấn huấn luyện luyện tâm á, chỉ là mới thôi, chưa có bước đi gì hết. Vậy thì nếu mình sống 20 tuổi thì mình còn 120 tuổi nữa. Vậy thì chuyện gì xảy ra khi mà tất cả mọi người ở đây này, mình cùng với nhau và phát triển cái trí thức nội tâm để cho mọi người trong vòng 120 tuổi, trong 120 năm đó. Có phải là hệ thống quan niệm? Vậy thì á, các hệ thống quan niệm về về trí thức nội tâm nó được len lỏi vô các con không? Vậy thì bây giờ này, bây giờ mình hình dung là 20 năm nữa mà các cái hệ thống quan niệm này này về tuổi thọ hay hệ thống quan niệm đi, nó là định hướng cho con mình á là sống 20 một 120 đến 140 tuổi là chuyện bình thường mà. Được không? Thì cái quan niệm đó nó sẽ cho mình khởi tạo được một cái, đó là thuở như thuở ban đầu, bản thân của mình á sống như thuở ban đầu.
Vậy thì hiện tại á, có thể là họ người ngoài xã hội á, họ có thể xem mình là bình thường. Nhưng nếu như mà mình kiên trì, mình trao giá trị cho xã hội khoảng 30, 40, 50 năm nữa, thì á, 40 năm nữa đi, bây giờ là 20 tuổi, đó, là 60 tuổi, 50 năm là 70 tuổi, thì bây giờ mình dùng dùng 50 năm để mà mình đi trao giá trị xã hội ha, mà mình lại sống tới 140 tuổi, thì có phải là mình mới bắt đầu không? À, đến 70 tuổi, sau 50 năm 70 tuổi là mình có 70 năm để mà mình hưởng thụ cuộc đời được không? Có thể nhiều người ấy, họ bảo mình là mình ham sống. Mình ham sống. Nhưng nó là thế này này, mình á thì mình không có biết nhân quả khi nào nó sẽ thực thi. Được chưa? Nhân quả thực thi á, thì chết thì mình phải chết thôi chứ giờ sao chưa? Nhưng mà mình định hướng tuổi thọ theo nền văn minh của hiện tại. Định hướng tuổi thọ theo nền văn minh của hiện tại. Thì một, mình có một cái cảm giác là một quốc gia mà đầy đủ mọi cái như vậy rồi, thì mình định hướng sống 120, 140 tuổi là một cái việc rất bình thường. Vậy thì đây là một quan niệm của những người người bình thường thôi. Ngày xưa người ta cũng sống được tới đến tương lai mà. Vậy thì đây là một quan niệm bình thường bởi một quốc gia văn minh ha. Vậy thì á, khi mà mình có được cái quan niệm này á, thì mình sẽ mình có hệ thống quan niệm này, thì nó được gọi là quan niệm thuở ban đầu. Quan niệm thuở ban đầu. Và mình phải khởi tạo được cái quan niệm này, thì mình sẽ quay lại thuở ban đầu. Ví dụ như một cái ví dụ đơn giản thế này này. Thầy mình á, ông thầy mình ăn cháy á, thì lần khi mẹ em nhận được cái này á, em cũng thấy rất là hay. Ngày xưa thầy mình ăn cháy được 5 năm á cả nhà. Ăn được 5 năm. Vậy thì có những người hỏi thầy là ủa thầy Toàn ăn cháy hả? Thì thầy Toàn thầy bảo không, em ăn thực vật. Em ăn thực vật. Là thực vật thì em ăn. Thế hỏi là thế thầy ăn được bao lâu rồi? Thầy nói là em ăn hôm nay thôi à. Em chỉ ăn đúng hôm nay thôi. Em chỉ ăn đúng hôm nay thôi. Vậy thì đi đâu thầy cũng nói là cái ngày mà cứ một ngày thầy mới thức dậy, thì thầy nói là hôm nay là cái ngày thầy ăn ngày đầu tiên. Mà như vậy mà thầy nói được đến 5 năm luôn đó. Ừ, vậy là mở mắt thức dậy, ai mà hỏi mình thì mình bảo là em ăn đúng, tức là ăn thực vật và ăn đúng ngày hôm nay thôi. Xong ngày mai mở mắt thức dậy là ăn thực vật đúng ngày hôm nay thôi. Thì đó, loay hoay thì thầy ăn được 5 năm. Rồi bây giờ một cái ví dụ ha. Là quýt đó cả nhà, mở lâu chưa? Thầy làm quýt là từ 9 năm và 10 năm rồi đúng không? Thì thầy sẽ có một cái tâm thái thế này này. Là thầy mới làm thôi. Chứ không phải là thầy đã làm lâu rồi. Cho nên khi nào thầy cũng có một cái tâm thái thuở ban đầu khi mà thầy lên nói chuyện á, thì lúc đó thầy mới mới hào hứng được. Vậy thì nếu như mà thầy xem á, là thầy làm lâu rồi thì sao cả nhà? Thì lúc đó Thì lúc đó sẽ cảm thấy nhiều khi sẽ cảm thấy nó bình thường, hoặc là nó nói chung là trạng thái nội tâm nhiều khi nó sẽ bị âm đi. tức là nếu khi mình còn cái giá trị mà mình tạo lập á, mình thấy mình làm lâu rồi đủ rồi các kiểu, thì mình sẽ dừng đúng không? Mình dừng, mình không có tạo lập giá trị được nữa. Vậy thì á, có một cái điều ấy, tri thức nội tâm này cả nhà thấy hay không? Có một lần là buổi sáng thức dậy cũng 4 giờ rưỡi sáng thế này này, 4 giờ dậy là có thầy Quang á, thầy Quang sẽ làm MC lớp đó. Thì ngồi nói chuyện với thầy Quang, thì thầy có một đợt thầy dạy á triết lý giáo dục tận gốc á, thì thầy bảo là nếu như thầy mà không thầy và tức là ý là mọi người với thầy á mà không có triết lý giáo dục tận gốc mà đi theo thì đó là một ác mộng. Không có triết lý giáo dục tận gốc mà bám trụ vào thì đó là một ác mộng. Vậy thì á, đó là ác mộng với thầy, với gia đình thầy, với những người đồng hành với thầy, với tổ chức, và thậm chí bây giờ là đối với những người mà đang theo học. Đó. Vậy thì nếu như mà thầy nói á, là
quýt đã bắt đầu lâu rồi á, thì ngay lúc đó là thành trụ hoại diệt nó sẽ khởi, thì thầy sẽ không còn đi tạo lập giá trị nữa, và con cái của mình sau này này nó sẽ bị thiếu nhận thức. Ví dụ hôm qua cả nhà học nhận thức về tiền, là cả nhà thay đổi nhận thức về tiền rồi đúng không, thì nó sẽ bị thiếu nhận thức. À vậy thì cả một cái thế hệ sau sẽ bị thiếu nhận thức nếu như thầy có một cái tâm niệm là thầy đã làm lâu rồi thì thành trụ hoại diệt nó bắt đầu và thầy dừng lại cái việc cho đi. Cũng giống như cái việc mình có tâm thái thuở ban đầu á, là hàng ngày trong cuộc sống đối với mình á, mở mắt thức dậy đó là một ngày mới, thì mình cần set up cái gì. Nó có một cái set up này rất là hay á, đó là mình biết được phước đức và công đức á. Phước đức thì như một núi tiền, một que diêm cũng có thể đốt cháy. Công đức như một núi vàng, có thể đốt cháy nhưng dễ bị bôi đen. Được chưa? Mình biết câu đó đúng không? Vậy thì mình cần phải một buổi sáng mình thức dậy, mình cần phải set up lại đầu óc của mình như thuở ban đầu. Mình tích tạo lại mỗi ngày tốt hơn. Tức là mình coi như là quay về số 0 và bắt đầu mình đi tích tạo lại công đức phước đức. Ngày hôm nay là một cái ngày mới để mà mình tích tạo công đức phước đức. Và cứ ngày nào trôi qua dậy mình cũng phải set up một tâm thái là mình không cần biết như thế nào. Nhưng mà mình cứ tích tạo công đức phước đức như thuở ban đầu, thì lúc đó mình không bị rớt vào thành trụ hoại diệt về việc mà mình tích tạo công đức phước đức. Vậy thì á, thì mình cần phải có cái tâm thái đó, tức là tâm thái thuở ban đầu. Bởi vì á, cái chỗ mà công đức phước đức á, nó cũng vi tế một chỗ là nếu mà ai thực sự mọi người chưa 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 đi chia sẻ nhiều về chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm á, mà mọi người đi chia sẻ nhiều á, có rất là nhiều hiện thực của các anh chị master mentor á, họ chia sẻ nhiều và người ta cảm thấy như là có nhiều người họ cứu mạng được người này người kia hay gì đó, thì nó gọi là Bồ Tát đấy. Thầy cũng hay nói lắm, lúc mà thầy tốt nghiệp master thầy cũng bảo là cái mọi người đã được gọi là Bồ Tát hay gì chưa, tại vì người ta sẽ nói, tại vì trí thức này nó hay lắm, hay đến cái độ mà có thể là tại vì cứu cứu tức là giúp cho cuộc sống của họ tốt lên đó. Thì khi đó nếu như mà mình không có một cái tâm thái này cả nhà này đối với một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm á, là mình ngay lập tức rớt vào thành trụ hoại diệt liền. Thì ông thầy ông bảo này, ai ví dụ như ông thầy hay hay được gọi là gì, trời ơi thầy gì, thầy là Bồ Tát chứ không phải là con người nữa, thì ngay lúc đó thầy thầy thường hay chửi, nhưng mà sau này thầy không có nói nữa, thầy kệ. Nhưng mà cái câu đó là một câu mà gọi là hại con người ấy, tại vì người ta nếu như người ta không biết quản trị lại nội tâm của họ thì họ sẽ bị một cái là ngạo mạn, mà ngạo mạn thì rớt vào thành trụ hoại diệt, thì sẽ đi về Tây Hạ, được chưa? Thì cái đó còn ở trong cuộc sống của mình á cũng vậy, mình phải có một cái tâm thái là thuở ban đầu khi mà mình tích tạo là công đức phước đức, tại vì mình học hạt công đức và hạt phước đức rồi, một ngày mình sử dụng rất là nhiều hạt công đức và rất là nhiều hạt phước đức. Ủa ở đây là có chị Liên kết hôn rồi đúng không? Chị Liên kết hôn được bao nhiêu năm rồi? Được 23 năm rồi, Ừ, thực mới hành mới mới cưới, mới có 2-3 năm à, mình mới mới ba học được năm có mình mới học mà mentor pre mentor buổi đầu tiên đó dạ đó. Vậy thì nếu như á mà thường á ai đó mà nói là mình bắt đầu mình cưới được 20 năm rồi, mình cưới được 20 năm rồi mình thành lập lễ cưới các kiểu ấy, thì kiểu gì á nó chuẩn bị rớt vào thành trụ hoại diệt rồi, thì vài năm sau có thể là có mối quan hệ hôn nhân là nó sẽ có vấn đề đó. Ừ. Chị thấy là ví dụ như trong thực tế nhé, mình
cứ làm như kiểu lên làm mừng thọ ấy, những cụ mà 90 tuổi đến các thứ ấy, là sau đó các cụ đi nhanh ấy. Để cho nên là thường là các cụ sẽ bảo là không có muốn, không 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 làm to Đúng rồi đó cả nhà. ấy. Sẽ đáp Anh lại cái tâm thái cho các cụ là đó, lúc cụ đấy mới bắt 90 đầu tuổi thôi. rồi. Thường ấy mà làm cái mừng thọ đó, nếu như mà cái người đó làm mừng thọ á, thì á, mình phải hiểu thế này này, họ gần đi nên là họ mới muốn làm. Đấy, thì lúc đấy là họ nghĩ là họ đến tuổi chuẩn bị đi rồi, cho nên là tự nhiên họ có cái tâm thái là đi, đúng không? Đúng rồi, họ Bây mới muốn giờ làm tưởng tượng ha, bây giờ tưởng tượng như mình biết cái tâm thái này rồi á, mỗi lần mà mình gặp bà của mình nói: "Ủa, năm nay bà mới có 90 tuổi hả?" Tỷ nó khác. Đấy. Vậy thì là như vậy, tức là nếu mà mình có làm tiệc hay gì đó thì mình chỉ Happy nói là tiệc vui chơi giải trí thôi, hour. tức là họp mặt gia đình thôi chứ không phải là mừng thọ, ví dụ vậy, họp mặt gia đình để cho ông bà khỏe mạnh hơn hay gì đó. Lúc đấy là coi như mừng mới sinh, kiểu như là sinh nhật 20 chẳng hạn. Thì đấy, con nếu mà nói là Đương chia sẻ cái chỗ này một tí. ừ. Đương thấy cái tâm thái này rất là quan trọng á. Tại vì là bạn bè của Nương bây giờ hầu hết mọi người đều đã lập gia đình và sinh con rồi. Thì có một đứa bạn rất là hay nhắn tin cho Nương, là nói là: "Trời ơi Nương ơi, sao bây giờ mày còn chưa này chưa kia, ba mấy tuổi rồi, khi nào mới sinh con, khi nào mới ổn định Nương?" Thì nếu mà trước đó, hồi xưa giờ mình chưa ăn học, mình sẽ cảm thấy là: "Trời ơi, mình không còn nhiều thời gian nữa." Mình sẽ cảm thấy là không có nhiều thời gian nữa, mình sẽ cuống cuồng á. Nhưng mà sau khi biết được mấy cái tâm thái này lúc mà học quýt á, xong mình thấy: "Ủa, cũng mới có ba có mấy tuổi, mới có bao nhiêu tuổi đâu, ủa mới mà." Tại vì là hồi trước mình không biết đây là tâm thái của ban đầu á, nhưng mà mình để ý có một cái này nè, ở Việt Nam mình á, 30 tuổi á thì phải là quan niệm xã hội Việt Nam mình Thế là lắm phải là ổn định rồi. ừ. Nhưng mà ở Hàn Quốc á, đối với người ta 30 tuổi là mới lập nghiệp thôi, và thường người ta sẽ cưới hay là kết hôn vào năm 35 hoặc là 40 tuổi. Xong em nhìn vào những cái người mà người nổi tiếng của Hàn Quốc á, ví dụ như Hun Bin hay là mấy cái người đó, thấy: "Ủa, người ta toàn cưới vào năm khoảng 39 40 không à." Xong cái: "Ủa, vậy tại sao mình phải có cái tâm thái là mình phải cưới chồng hay ổn định vào năm 30 tuổi kiểu vậy?" Thì mình tự Đúng nhiên thấy đấy. mình còn trẻ. Thì cái tâm thái đấy cho nên là mọi người cứ cuống cuồng lên vơ vội để mà cho đỡ bị ế, đúng không? Mình đâu có ế đâu, mình đang thu hút Tức mà. là cho nên là bây giờ mình set up là mình vẫn còn trẻ lắm. Em bây giờ em đối với em là mọi người có nói gì em cũng thấy bình thường. Hay quá ha. Thế khi nào định lấy chồng? Biết đâu. Còn mới mà. Việc giữ hình tạo vậy thôi nhỉ. Set up nhân đi. Nướng sắp lấy chồng á, cả nhà chuẩn bị tiền để đi ăn cưới. Đã đến tuổi lấy chồng đâu. Rồi. Ngày mai mới có 20 à? Đúng rồi, mới 20 thôi. Mã hoàng tử đang đến. mình thấy á, quýt á là khoảng tầm một lần học á là 1.000 người, vậy 2.000 người thì nhiều hay ít? Bình thường sẽ thấy nhiều. Bình thường sẽ thấy nhiều đúng không cả nhà? Bình thường mình sẽ thấy là ồ sao mà nhiều thế, nhưng mà thật ra thầy có một tâm thái là mới có mấy nghìn người mà nhiều cái gì so với số lượng người mà sống ở trên thế giới này á. Tri thức mình hay như vậy, trời ơi, tri thức của mình hay mà có từng nhóm người thấu suốt tri thức nội tâm thôi mà cả thế giới gần 8 tỷ người mà hiện tại chỉ có từng nhóm người tìm hiểu về nội tâm một cách sâu sắc thì đó vẫn là ít, được không? Thì hồi vừa rồi á, Khánh chấm mới kiểu như là ở chùa mình á, mà chấm Khánh chấm hay đi chùa ấy, thì chùa là có 80.000 người về, tức là cứ một đợt lễ á, hoặc là lễ thành đạo hay là lễ gì á, thì là có 68.000 người về, thì cả nhà thấy nhiều
Nhiều Ui, sáu mươi nhiều tám người là nhiều đúng không? Một lần cái lễ mà lễ lớn 68.000 người về. Nhưng mà đối với các mà đối với thầy á, các thầy á, các thầy các ni á, các cơ sư cô á thì mới bảo là 68.000 người mà nhiều như các con. Cả thế giới là 8 tỷ người mà chỉ có 8 68.000 người được gieo duyên giác ngộ. Tức là gieo duyên giác ngộ về cái phần lễ để Phật thành thành đạo ấy. Thì đâu có nhiều đâu. Thế chưa? Tâm thái của người ta vậy. Còn mình ở đấy, mình tâm thái là nhìn thấy nghìn người, 2.000 người là mình thấy nhiều, là chỗ sao mà nhiều thế. Gì Dũng đi vào đấy có mấy người, trong Dũng này có 9 người, có nhiều người chứ. Học học thầy á, thầy ơi em 100 người luôn. Em đi chia sẻ được 100 người vào Dũng luôn. Thì ông thầy cũng ngáo ngán, ông gì cũng xảy ra nữa. Đó. năm Thầy trăm đi à, chùa thế nào bây cứ chờ. giờ Đúng rồi, bây giờ mình thấy là cái tâm thái là đi đi gieo hạt mà chỉ có được 100 người. Bình thường mình ví dụ như là gieo hạt cho một khóa học mình thấy là 10 người với 20 người là mình đã tự ấy rồi, tự thấy là mình kinh khủng lắm rồi. thì Bây giờ đó. phải gieo đến hàng nghìn người đúng không? Ừ. Hay quá ha. Nhưng mà nó có một cái thế này này. Ừ, ông thầy mình á, tại cả nhà nhớ cái chữ ghi nhận biết ơn không? Thì có những người họ bảo là vậy thì như vậy thì lại không ghi nhận bản thân mình. Mình làm lại không ghi nhận bản thân mình. Nhưng mà ông thầy mình rất hay. Ông thầy bảo này, ghi nhận thì cứ ghi nhận, nhưng mà nhớ cái cụm từ là ghi nhận phải đi kèm với chữ biết ơn. Ghi nhận phải đi kèm với biết ơn. Thì mình ghi nhận bản thân, mà ghi nhận bản thân mà ngay cái thời điểm đó ghi nhận mà dừng lại rồi á, thì bản thân mình sẽ rớt vào thành trụ hoại diệt. Nhưng mà ghi nhận biết ơn thì nó sẽ nuôi dưỡng được cái năng lực hành động của mình. Chứ mình không thể nào á, ngày xưa em là một người không biết ghi nhận bản thân luôn. Mình làm bao nhiêu mình cũng cảm thấy là trời ơi, đối với người khác thì người ta cảm thấy nó rất là kinh khủng luôn. Tức là mình thấy chả là gì, mình chẳng biết ghi nhận bản thân mình. Thì sau này mình mới hiểu, à, ghi nhận biết ơn. Tức Có nghĩa là ghi là nhận biết ơn à. ừ. Có một câu chuyện này này này. Cái đợt đó là có một chị đó học mentor 4. Chị mới lên, chị mới phát biểu. Chị mới bảo là thầy là chị ấy làm ngoài ngành, không có làm ở ngành giáo dục. Nhưng mà chị mở được một cái trường để cho trẻ em mầm non á, và đưa trí thức nội tâm vào. Thì thầy mới bảo là trường đó bao nhiêu em? Thì bảo là 60 em. Bắt đầu là chị kể, chị tự hào về bản thân chị lắm. Ừ, chị tự hào, chị ấy bảo là bởi vì mình làm khác ngành mà, chứ không phải mình làm ngành giáo dục đâu các kiểu. Xong rồi thầy mới bảo dừng lại, không nói nữa. Thầy bảo là ghi nhận thì tốt, tức là ghi nhận bản thân thì tốt, nhưng mà ghi nhận mà xong mà mình dừng ở đó thì nó bị gãy. Thì á, đây này, ghi nhận biết ơn, ghi nhận bản thân mình một xíu thôi, nhưng lại ghi nhận một xíu biết ơn, và bắt đầu mình phải làm lớn lên. Mới có 60 em thôi mà, trời ơi, trẻ em trên thế giới này bao nhiêu, 25 triệu người, thì mới có 60 em thôi mà ngồi đấy mà tự hào mà ấy. Thì mình có quyền mình ghi nhận bản thân mình, nhưng mà xong thôi buông đi và đi tiếp. Thì đó là cái câu chuyện mà em nhớ hoài. Sau đó em mới tập thầy gần đổi cốt với thầy, thì em mới có bài học tâm đắc ngộ cả. Mình làm một cái gì thì mình cũng làm xỉ trên bốn động lực sinh tồn: bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội, thì mới ngon. Trâm nãy Trâm nói là nếu mà ghi nhận xong dừng lại đó thì bị gãy. Còn nếu mà ghi nhận biết ơn thì mình Sẽ nuôi dưỡng cái năng lực hành động của mình. quên cái cụm từ đó. Ừ, chị có một cái mà chị được học thì là ví dụ như là khi mà người nào đó khen mình thì mình biết ơn họ luôn, và tức là mình khen lại họ luôn là họ đã có cái hạt giống đó, bởi vì trong họ có cái hạt giống đó thì họ mới nhìn thấy cái thành quả, cái nhân của mình, cái thành tựu của mình ấy. Đó thì cái đấy cũng là cái mà tránh được, đúng không? Mình cảm ơn họ đã khen mình và mình khen lại họ luôn là họ có được, bởi vì trong họ có cái nhân đó thì họ mới nhìn thấy được kết quả của mình. Ừ. Ngày xưa ai mà khen em khó chịu. Mình bảo ủa, chứ mình có cái gì đâu khen. Bắt đầu cái đó là gì cả nhà biết không? Đó là ngạo mạn vi tế.
Ủa người ta đâu có làm được đâu thì người ta mới khen mình. Mình thấy nó bình thường, mình còn nói như vậy nữa thì quá là ngạo mạn. Sau này mình mới biết, sau này mình mới biết đó là ngạo mạn. Mình ngồi á, lúc đó đợt đó em ngồi em suy ngẫm mãi, tại vì người ta khen mình nhiều quá mình khó chịu lắm. Thế xong rồi mình mới bảo ồ sau này có một số người giải thiếu em mới mẹ đúng rồi, người ta có làm được như vậy đâu. Thì người ta bắt đầu khen mình, thì em mới nhớ lại ngày xưa em đi chùa ấy, thì thầy có giảng là thế này này, nếu như ai mà khen mình á thì mình cảm ơn, nhưng mà trạng thái nội tâm của mình rất cân bằng, chứ không phải là trạng thái nội tâm của mình là thích hay gì hết. Nếu mà thích hay gì là rất là thanh chủ hoại diệt rồi, nhưng trạng thái nội tâm của mình rất là cân bằng, ai khen mình cảm ơn, còn ai chửi mình thì mình chỉ biết vậy thôi. Thì nó đưa về trạng thái là an vui á, an vui á, biết mình đang biết vậy thôi. Cái từ về tánh không á, từ khôn hay từ đẹp thì lúc đó là đều là như nhau. Còn ở chỗ chị Liên thêm một cái nữa là mình khen lại họ, thì họ có thì mình khen, họ có thì mình khen. Và cái khen tốt nhất đó, đó là khen dựa trên 8 tố chất nhân tài là tốt nhất, chứ đừng có khen giỏi. Khen là có sức sức học tập tốt, có sự cống hiến gánh vác cao, dám thay đổi, dám nhận lỗi, trân trọng biết ơn các kiểu, thì khen là dựa trên cái đó thì người ta mới tránh được cái ngạo mạn. Rồi bây giờ này, hôn nhân gia đình, mối quan hệ xã hội, khi mà mình quen một cái mối quan hệ xã hội nào đó thì á, có ai nói là mình mới quen nhau 30 năm hay là 40 năm không? Không, tưởng khoe là quen lâu rồi. Ừ, mình quen lâu rồi. Thế thì mình ghi lại một cái câu ở đoạn này ha, đó là người quen thấy mình lạ, còn người lạ thì thấy mình quen. Người quen thấy mình lạ, còn người lạ thấy mình quen. Thì đó là cái tâm thái thuở ban đầu á. Gặp người quen thì mình thấy sao mà thấy lạ lạ, ồ thấy đẹp lên hay sao các kiểu. Ở bên Nhật Bản đó cả nha, thì khi mà nghiên cứu sách vở họ nói thế này này, cái người vợ bên Nhật á, họ sẽ thức rất là trễ và dậy thì sớm hơn chồng. Ngủ trễ để làm gì? Để mà ngủ trễ hơn chồng để mà còn cái lớp trang điểm ở ngoài này này, còn thức sớm hơn chồng á để mà mình chỉnh chu để cho chồng nhìn mình nhìn thấy á. Đó. Vậy thì trong mắt của người đàn ông sẽ không thấy cái sự lê xuê và xoạch xạc của mình. Tức là mình tươm tất hết thì người đàn ông sẽ thấy mình đẹp. Còn ở nhà mà trong mắt của chồng thì thấy ghê, mà ra ngoài đường thì giống như là ra ngoài đường á, thì mình ai cũng trân trọng tôi hết, mà về nhà thì chồng không có trân quý. Đó là vậy. Vậy thì người đàn ông cũng thế, tức là ra bên ngoài á, thì thể hiện sự hào hào hứng, về nhà cái là nằm bẹt xuống nói hôm nay anh mệt quá để anh ngủ đi đó. Nên là ở ngoài á, thì cảm thấy rất là khủng khiếp, nhưng mà về nhà thì vợ vợ thấy chồng mình ghế, ở ngoài bảnh trai thế nào, ăn mặc cà la vạt rồi đi ga lăng các kiểu, ăn nói hùng hồn các kiểu, mà về nhà thì vợ mình thấy khiếp, sống với ông này không thể chịu đựng được. Con cái mình cũng vậy, đi ra ngoài á, môi trường ở bên ngoài thì sao, thể hiện rất là mạnh mẽ, rất là cá tính các kiểu, làm việc là rất là ngon, ai đấy là ở trong công ty đi qua đi lại là nhìn rất là thích. Nhưng mà về nhà thì sao, bừa bừa bãi, cuối cùng trong mắt của ba mẹ thì thấy ghê. Thì chỉ cần nếu mà mình đổi lại là người quen thấy mình lạ là mình sẽ thay đổi, mình tiến bộ trong cái việc trong cuộc sống á, là người quen thì thấy lạ, mà người lạ thì thấy quen, thì không có cái cảm giác dè chừng giữa hai người. Hay đó là trong mối quan hệ thì đó là tâm thái thuở ban đầu. Cả nhà có một cái quan niệm á, một quan niệm mà thầy thầy cho ở trong lớp, trong mentor master á, đó là khi mà quen biết một ai đó thì mình cần định vị là mối quan hệ đó sẽ là từ từ 30 đến 50 năm. Từ 30 cho đến 50 năm.
Vậy thì cả nhà có mong muốn chơi với, ví dụ chơi với thầy đi, hay là chơi với ai đó mà mọi người kính trọng hơn 50 năm không? Ừ, muốn thì mình phải định vị ngay từ đầu á. Đối với thầy nhá, một mối quan hệ á là khi nào thầy cũng, ví dụ như mình quen biết nhau như thế này, là thầy luôn luôn định vị là một mối quan hệ sẽ chơi với nhau là khoảng tầm 30 đến 50 năm. Vậy thì khi mà mình định vị như vậy á, nhậu con không thì mình định vị quen để suốt cả cuộc đời này, thì mình có biết là tính cách của mình, những cái tính cách không phù hợp mình sẽ tự động bỏ đi nhá, và mình sẽ hòa hợp với mối quan hệ đó nếu mà mình có cái định vị đó. Vậy thì có một cái câu á, đó là quân tử ngồi lại với nhau thì không cần phải vội. Quân tử ngồi lại với nhau thì không cần phải vội. Đây là khi mà vào quýt á, thầy thường bảo là có vội gì đâu, từ từ hẳn làm ăn với nhau. Thường thường nhiều người á, thường thường nhiều người họ vô cộng đồng, người ta sẽ hay bị vô vập là có một cái cộng đồng như vậy, có bao nhiêu người như vậy, dễ kiếm tiền đồ các kiểu như vậy. Nhưng thầy bảo là quân tử ngồi với nhau thì không cần phải vội, cứ học xong hết, thấu suốt à, thấu suốt nhân duyên quả, thấu suốt nhân sinh, phẩm chất nhân cách gì, biết về nhau hết, biết người này có nhân cách sao, phẩm chất như thế nào, và có cùng một hệ thống quan niệm là đồng ngôn á, thì lúc đó mình sẽ không có làm tầm bậy được, và lúc đó mình mới chơi với nhau bền hơn. Cơ hội thì rất là nhiều, trời ơi cả nhà, cơ hội nếu mà ai mà học tránh chủ á, hôm bữa có một các bạn tránh chủ của anh em chơi, mà nói chuyện với tránh chủ là mắt của tránh chủ là nhìn đâu cũng thấy tiền, mà hình như ai làm kinh doanh cũng thấy thôi. Nhưng ngày xưa mình cũng vậy, nhìn ở đâu là thấy tiền, nhìn ở đâu là thấy tiền, thấy tiền tiền nữa là cơ hội, đó rất là nhiều luôn, cơ hội rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng là con người, mình phải biết về nhau, mình phải biết về nhau. Vậy thì có một cái thế này này, cả nhà để ý nhé. Cái mình học mentor với master rồi á, thì mình cảm thấy là ai mà học mentor với master á, nó giống như là một cái cửa ngõ á, để cho mà sau này mình hợp tác làm cái gì á, hiểu không? Tức là bạn học mentor này, bạn học master này, nó giống như một cái tờ giấy á, nó đại diện cho việc mình đồng ngôn với nhau. Thì nếu như mà phải là học cái đó thì học xong cái phần mentor rồi thì mình cùng làm ăn với nhau. Có nhiều người họ tuyển nhân sự á, bạn phải là mentor của Wit, bạn phải là master của Wit thì mới vô chỗ này chỗ kia. Tại vì người ta biết được rằng là con người đó được được hiểu về nhân sinh, và họ đã có, tức là họ hiểu được là người này đã học qua cái này cái kia, thì cái nhận thức của họ tới đâu, với lại là đồng ngôn với nhau, đồng ngôn với nhau thì nó mới đi được với nhau, nó là như vậy. Thì đó là ứng dụng trong các mối quan hệ. Còn ứng dụng trong học tập thì sao, với tâm thái thuở ban đầu? Ngày trước mình học rồi đúng không? Mình học mình gốc, mình bảo rồi, nếu mà bảo mình biết á thì mình sẽ không biết cái gì hết. Nếu mà cho mình biết á thì mình sẽ biết về ba hệ quy chiếu. Còn nếu như mà nói nữa, để mà mình biết nữa thì mình biết gì? Trí tuệ, tâm thái và nhân cách. Còn nếu mà bắt mình phải biết nữa thì mình mới biết là phẩm chất, năng lực, thể chất. Tiếp nữa thì mình mới biết là nhận thức nội tâm với con người, là chỉ duyên á. Còn biết nữa thì mới biết về quả, là nghề, ước mơ, cuộc sống ước mơ và cảnh giới cuộc sống. Còn biết nữa là mình biết gì? 15 khái niệm nguồn của bốn lĩnh vực. Thì mình mới mở dần cho người ta. Thì đó là tâm thái thuở ban đầu trong học tập. Châm nói lại đoạn này giúp Nương á. Đầu tiên là mình ba hệ quy chiếu nè, đúng không? Ừ. Đến Ừ. trí tâm thái nhân cách, đến phẩm chất năng lực thể chất, đến nhận thức tâm về con người, cái này đi hết, nhân này nhân, Ok. đến quả là nghề, ước mơ cuộc sống, ước mơ cảnh giới cuộc sống. Tiếp theo nữa là 15 khái niệm nguồn về bốn lĩnh vực. Cái quan niệm này hay lắm cả nhà, bởi vì mình không có quan niệm này á. Nhân quả xong rồi tới gì nữa Rồi, cô? Cha cúp điện rồi. nhân quả, nhân nhân duyên quả. Ủa, nhân quả đến nhi là sao? Ta đầu tiên nhận Thì này, cả nhà cái tên gì, cái này phải nhớ nha, cái này nhớ luôn, cái để giúp cho cả nhà nhớ. cô đọc lại đi cô đọc lại.
Đầu Lại tiên có là biết thì biết ba hệ quy chiếu. hệ quy chiếu, xong rồi biết nữa thì là Đấy này, mình hiểu cái này này, mình không đọc thuộc như vậy mà mình hiểu này. Có phải là mình đi á, khi nào mình cũng đi là nhân duyên quả đúng không? Đầu tiên là nhân trước. Được chưa? Nhân trước á, thì nhân xấu bên trong con người của mình là gì? Là ba hệ quy chiếu. Ba hệ quy chiếu là tam giác hiện thực đúng không? Cấu trúc con người và công thức của nguồn cuộc sống được gọi là ba hệ quy chiếu, được chưa? Đó là nhân xấu bên trong con người của mình. Nếu mà nói nhân tiếp á, để mà hoàn thiện được một người mà hoàn thiện cái nhân của họ á, thì họ tiếp là phải có trí tuệ. Nhớ cái ngôi nhà quý thú không? nhớ Trí tâm thái, nhân cách. Còn tiếp nữa, để hoàn thiện cái nhân của mình tiếp đó là phẩm chất. Đi cái này mới hết nhân này, ba vòng này mới hết là cái nhân của mình. Còn cái trên là nhân xấu bên trong con người của mình. Phẩm chất, năng lực, thể chất, thì đấy là nhân xấu, nhân của mình. Nếu như mà ai mà hoàn thiện được cái này là hoàn thiện nhân của mình. Còn nhân xấu bên trong con người của mình là ba hệ quy chiếu. Nhân tiếp tục là để hoàn thiện được cái nhân một cách ngon nhất là có trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất. Sau đây hết nhân rồi thì mới tới duyên. Duyên là gọi là nhận thức nội tâm với con người, được chưa? Duyên á, là có cái tam giác hiện thực với duyên, nhớ không? Nhận thức nội tâm về con người, an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn và đồng ngôn, đồng thuận, đồng hành. Tiếp theo là đến duyên này, là mình biết về nhận thức nội tâm về con người. Vậy thì nhận thức nội tâm về con người á, thì trong đó mình biết cái gì? À, nhận thức nội tâm bậc 1, bậc 2 và hai bậc 3. ba bốn Bậc 4 là nhận thức về con người, chín nhận dạng, chín dạng người cần nhận dạng này, nắm độ mối quan hệ này. Cái đó phải thành nhận thức luôn nha, tí nữa nhắc lại. Đó là về duyên. Sau khi đi về duyên thì đi về quả. Quả là gì? Nghề, ước mơ, cuộc sống, ước mơ là cảnh giới cuộc sống. À, đó là mình biết là nhân duyên quả. Và sau nếu mà biết tiếp nữa là mình biết gì? 15 khái niệm nguồn. Biết tiếp nữa là biết 15 khái niệm nguồn. Tiếp tiếp thì biết 15 khái niệm nguồn. Cái này đọc thuộc luôn, chỉ là nhớ luôn trong đầu thì hay nhận thức của mình thôi. Vậy thì á, nếu như mà mình không có cái quan niệm mà tâm thái thuộc ban đầu á cả nhà, thì mình đi ra ngoài xã hội rất là dễ bị người khác ảnh hưởng mình. Người ta sẽ ảnh hưởng mình. Người ta sẽ ảnh hưởng mình. Cái quy luật thanh trùng hoại diệt này này, nó luôn luôn diễn ra nhá. Nó luôn luôn diễn ra. Nhưng mà cái quá trình á, nếu mà mình làm cho chữ thanh á, mà nó kéo dài ra, thì là mình thay đổi hệ thống quan niệm. Thì lúc đó nó chủ, cái chủ nó chuyển sang cái thanh. Cái chủ nó sẽ chuyển qua cái thanh. Còn cái quy luật thanh trùng hoại diệt á, thì nó luôn luôn diễn ra. Giờ đây, em ôn lại cả nhà một xíu nhé. Giờ em hỏi xem để cả nhà nhớ này, lâu lâu phải ôn bài một xíu. Giờ nhận thức nội tâm về con người có cái gì cả nha? Chính dạng người cần nhận dạng đối đãi, Chính là người cần đối đãi cấp độ mối quan hệ quy mến, tương tự, cung khiết. đầu tiên á, khi mà nhắc đến con người ấy, hai cái cần nhớ đầu tiên á là chính dạng người, được chưa? Thứ hai nữa là năm nắm cấp độ của quan hệ. Đây là ở tầng bậc 1 đúng chưa? Nhận thức nội tâm về tầng bậc 1. Tiếp theo thì mình cần có gì? Bảy cái à, năm cái còn lại, 1 2 3 4 5 6 7, năm cái còn lại là về cái nhận thức con người.
là cỗ máy công thức vứt đất nè, con người là cây cầu, là con đường, con người là quên rồi, cỗ máy công thức vứt đất, là con đường, cây cầu, con người là vốn. À, mượn sức trợ lực. Rồi, đây là bậc 1, bậc 2 là gì? Bậc 2 là gì cả nhà? Ta là gì nhỉ? Hay. Thì mình phải luận này, bậc hai này, bậc hai á là gì? Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi đúng chưa? Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi nhưng không phải lỗi do tôi. Được chưa? Đúng không? Đi lặp lại. Yeah, Ừ. Thì mình phải nhớ này. Đó là con người không có vấn đề. Đang nói về con người. Được chưa? đúng rồi, Đang con người nói không về có con vấn người. đề. Thì là con người không có vấn đề. Con người có tính không, tánh không, thuộc ba. Bây giờ con người có tánh không và tính không á thì có nghĩa là gì? Thì có thể trở thành bất kỳ ai. Ừ. Thế là ở bậc bả đối với con người á là không là ai? Thành bất kỳ ai. Có thể trở thành bất kỳ ai là đối với con người. Bậc 4 là gì? Tính. Tự nhiên biết. Được chưa? Vậy thì đây là nhận thức nội tâm về con người. Thì mình đưa thành nhận thức luôn. Đó. Đi mà thi master là cái này này, bật ra được không? Không bật ra được thì xin mời về chỗ thì cho vòng 30 giấy thôi. Là thầy biết là khi mình có bật ra được không á, nó có phải là nhận thức của mình không á. Còn nếu như mà thầy nói thầy mà lơ ngơ rồi thôi, thầy cho về chỗ là rớt. Thì thi master thì chỉ có thi 1 phút 2 phút thôi, không có thi nhiều. Nên là nó thi như thế này á cả nhà. Cái này là thuộc về duyên nhỉ? Xem. Dạ duyên đó, bởi chứ chị không học, chị không vào học học buổi về duyên. Em nhớ bữa đó chị không vào học. Ừ. Bữa nào mình học lại, lo gì, mình cứ học tới đi. Với lại mọi người đang học bảy bố thí, à, bảy bố thí thì chị nói về bố thí. Hình như đợt này thầy dạy ngày mai nữa là xong đúng không? Mai nữa là hôm nay đó, là hôm nay đó. Ừ, hôm nay nữa là xong, thầy lại dạy con 5 buổi. Bữa sau học lại cái này này, cực kỳ hay luôn. Tại vì về duyên mà. Mình có nhân tốt rồi mình phải thu hút được duyên lành. Không không bao giờ ra được quả như ý. Nhân tốt mà thu hút duyên tầm bậy là nó không bao giờ ra được quả như ý. Rồi vừa nãy mình đã đi được, đó là tâm thái thuộc ban đầu được không cả nhà? Đó là tâm thái thuộc ban đầu ha. Tâm thái thuộc ban đầu. Bây giờ mình sẽ đến một cái được gọi là quy luật thành trụ hoại diệt. Mọi người bữa trước học nghe ước mơ, cuộc sống ước mơ với cảnh giới cuộc sống còn nhớ gì không? Cảnh giới cuộc sống thử nói nhanh coi là cái gì? Đi làm cộng lương bằng công việc cộng làm chủ bằng công việc cộng làm chủ, tâm thái làm chủ.
là bằng cái gì nhỉ, sự nghiệp cộng đây, bằng sự nghiệp cộng lợi nhuận, là bằng thành công cộng với gia đình hòa hợp cộng với sức khỏe bằng hạnh phúc cộng với giúp người hạnh phúc là bằng giá trị cuộc sống, giá trị cuộc sống cộng truyền ra là bằng văn hóa. Toàn đâu chưa đúng. Đoạn đầu Ai là đi làm công việc cộng lương, đi làm cộng lương là bằng công việc cộng làm chủ là bằng cái gì nha, cái đoạn đó sai á, cái đoạn mà công việc cộng làm chủ là như ra kinh doanh hay sao á. kinh doanh, đúng rồi, kinh doanh cộng lợi nhuận là bằng sự nghiệp. Liên đọc đi, cái này em nghĩ là chị Liên nhớ đó. Chị Kinh không doanh nhớ. cộng lợi nhuận là bằng sự nghiệp, sự nghiệp. Đọc lại nè, công việc cộng lương quên Cầm lộn, đi làm cộng lương là bằng công việc cộng làm chủ là bằng kinh doanh cộng lợi nhuận là bằng thành công cộng sự thành công cộng trưởng thành là bằng sự nghiệp sự nghiệp cộng với trưởng thành là bằng thành công cộng với gia đình hòa hợp cộng sức khỏe là bằng hạnh phúc cộng giúp người hạnh phúc là bằng giá trị cuộc sống cộng với truyền ra là bằng văn hóa. rồi về tập tiếp. Dạ chưa được. Mời cô Liên. Cô Liên đang tìm lại cái bài đấy. Đợi tìm lại là chưa thành nhận thức Không, rồi. cho đọc lại lần nữa đi, cho đọc lại lần nữa nha. Đi đi làm, đi làm cộng lương là bằng công việc bằng làm chủ và kinh doanh cộng với lợi nhuận là Rồi thôi, người khác nghỉ hại đi. thành công. Thành công cộng với gia đình hòa hợp và sức khỏe là bằng hạnh phúc cộng với giá trị cuộc sống. Hạnh phúc giúp người hạnh phúc là bằng giá trị cuộc sống cộng Thôi được rồi, được rồi, bị bấp rồi. nghe gì nhỉ? Nên là rớt, rớt Ủa, quên về cái mà. tay phone bị bay ra nãy giờ mà không biết. Đi thi Trâm master nói gì? vậy á, Trâm nói gì? đã nói là đi thi master là thi như thế này á, là thầy chỉ cần khửng lại một xíu là thầy cho rớt đi xuống, Như tức là vậy là mình có chuẩn thể nhận thức bị á. mình học master đi. Cho Như Trâm kiểu hỏi bài học lâu thuộc lâu lòng và nó biến thành như á, kiểu bài cũ rồi ấy, đúng không? lâu lâu đang học có xong Trâm nói hỏi cái là phải trả lời ra đó, đó kiểu kiểu vậy, coi như là mình đang thi luôn. Nó là thành nhận thức của mình. Bây giờ hỏi này, cái này là cái gì? Trả lời được liền không? Cái này là cái gì? Trâm đang chơi cái bút đó hả? À, Trâm đang hỏi cái bút hay là hỏi Ừ, cái này là cái gì? Thì là cây bút đúng Trâm là không? gì? Chưa, cái này đã khởi đánh không đâu, nói không, cái này là dùng ý thức rồi, không là gì, cái gì, cái này là cây bút, vậy thì nhận thức, cái này là cây bút, giống như mình hỏi là nói đến cảnh của cuộc sống, thì mình phải nói ra được như thế này, bật ra được liền luôn là cái gì, thì nó mới là nhận thức của mình, mà nó là nhận thức của mình thì máy ra mình còn lên được cảnh giới cuộc sống số 7, tại bây giờ mình chả thuyết cảnh giới cuộc sống số 7 là nó đi từng bước nào đến được cảnh giới cuộc sống số 7 thì làm sao mình đạt được, cảnh giới cuộc sống số 7 là gì? Là giá trị cuộc sống cộng với gì chuyên ra bằng văn Thông hóa đúng tin. không, mà mình lại không biết cái giá trị cuộc sống nó là cái gì, cộng 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 lại ra giá trị cuộc sống thì làm sao mà mình đạt được cảnh giới cuộc sống số 7, phải Cái nó phải là này nhận thức của mình. giống như là trong hôm qua cái buổi bài bố thí buổi đầu thầy có chia sẻ nè, trước khi vào bài học đó, thì có cái anh kia là phải làm sao mà mình có thể gọi là chứa đựng được cái sự chuyển hóa của con người, làm sao mà tức là em nhìn vào người thân của em nhưng em không có thấy điểm tốt đẹp của họ thì làm sao mà họ chuyển hóa được, thì thầy có trả lời một cái câu là thì mình phải có cái nhận thức tất cả về mọi thứ trong cái buổi nội tâm đó, là mình có nhận thức là trí tuệ tâm thái năng lực phẩm chất nhân cách là cái gì, rồi phải biết là cho mình biết ơn là gì, ăn vui là gì đó, nhưng tức là mình phải biết hết cái đó thì mình mới nhìn thấy cái điểm đó ở người khác, còn nếu mình chưa biết trí tuệ là gì thì mình cũng đâu có nhìn ra được một cái người như thế nào là trí tuệ đó, thì Đúng hôm không? qua thầy có nói như vậy trong cái buổi chia sẻ. Tức là nó nằm thế này này, nó nằm thế này này, nếu như á mà mình không biết là sự chuyển hóa của con người là cái gì, được chưa, mình không có nhận thức về sự chuyển hóa, ủa cứ nói về sự chuyển hóa của con người mà chuyển hóa của con người là chuyển hóa cái gì vậy, thì làm sao mà mình biết được là cái người đó có chuyển hóa hay không, cứ nói là sự chuyển hóa của con người, vậy thì tất cả mọi thứ phải đưa về nhận thức, giống như em hay bảo đó cả nhà á,
Bây giờ thử đọc về nhân cách kiểm toán, ví dụ vậy, đọc nhân cách kiểm toán. Bây giờ trừ số nướng nha, biết số nướng thuộc cái này rồi. Giờ hỏi này, hỏi anh Hoàng. Anh Hoàng đọc nhân cách kiểm toán đi. Một người giàu nhân cách là người như thế nào, và nhân cách kiểm toán là gồm có những cái gì? Nhớ Đó, chưa nhớ đúng không? Cô Mai Hương, cô Mai Hương được học nhiều rồi này. Cô Mai Hương là được hướng dẫn nhiều lắm rồi. Chưa sao, đọc coi. ôi, em chưa nhớ quá. Đó, vậy thì nó nằm ở chỗ này cả nha. Nếu như nó trở thành nhận thức của mình là mình cũng không bật ra được ấy, thì giờ mình bảo là mình muốn trở thành một người nhân cách kiện toàn thì làm sao mà mình đạt được? Ủa, ngay cả cái khái niệm đó mình không có được, mà mình bảo là mình muốn đạt được cái điều đó thì không bao giờ mình đạt được. Nó có một cái điều thế này này, mình học về ba hệ quy chiếu rồi. Mình học ba hệ quy chiếu là mình cần phải gì? Ba cái góc này đúng chưa? Đầu tiên góc này là gì? Rõ gì? Rõ khái niệm. Rõ Rõ nghĩa khái niệm. tương đồng Rõ và khái niệm hay còn gọi là nhận thức ấy. Rõ khái niệm hoặc là này, nhận thức. Là nhận thức thì sẽ có hiện thực, đúng chưa? Một là rõ khái niệm, hai là gọi là nhận thức thì có hiện thực. Còn ở đấy là tương đồng tần số rung động năng lượng thì sao? sở hữu Ừ. Tương đồng tần số rung động năng lượng thì mình sẽ sở hữu hoặc là trở thành, hay còn gọi nó cái khác là mình có công đức phước đức ấy, thì mình sẽ được sở hữu và trở thành. Còn cái này là gì, rõ gì? Đó không có quả. Ừ. Đó hình. Rõ hình là quả. Vậy thì nó nằm ở chỗ này đấy á, là ba cái được gọi là hệ quy chiếu chuẩn của mình. Vậy thì bây giờ cả nhà, không rõ khái niệm thì không bao giờ có hiện thực, không rõ khái niệm thì không bao giờ có hiện thực. Vậy thì bây giờ muốn trở thành một người có nhân cách kiện toàn mà không biết nhân cách kiện toàn là cái gì, đó chưa là nhận thức của mình, thì không bao giờ mình có hiện thực này. Nếu không hiểu được cái nghề ước mơ là một cái nghề ước mơ như thế nào, cuộc sống ước mơ là cuộc sống ước mơ thế nào, không bật ra được mà phải mở tài liệu ra xem, thì không bao giờ mà mình có được hiện thực. Mình cần phải làm rõ rõ khái niệm này ra, được chưa? Mình phải rõ khái niệm này ra thì mình mới có hiện thực. Vậy thì mình phải đưa tất cả những cái này trở thành nhận thức của mình. Bạn muốn có cảnh giới cuộc sống số 7 đúng không? Mình phải hiểu được cảnh giới cuộc sống là gì, bật ra được liền. Mình muốn có nhân cách kiện toàn, bật ra được liền. Mình muốn có tiền đúng không? Phải có nhận thức về tiền, là cái bữa hôm qua không ai học ấy, là nhận thức về tiền. Thì mình mới có hiện thực, mình mới giàu có được. Mình phải có nhận thức về sức khỏe, mình mới có sức khỏe được. Đó là nhận thức. Vậy thì có nhiều cái nó phải là khái niệm. Phải rõ ra an vui là gì vậy? Ủa, an vui đâu phải là tự dưng có cái hình nhìn 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 cái gì là an vui đâu. Mình phải rõ khái niệm. Rất là nhiều người họ nhận được sự an vui mà họ không biết đó là an vui, bởi vì họ không có khái niệm về nó. Vậy thì việc của mình á, việc của mình có phải là để mà mình có một hiện thực cuộc sống tốt đẹp á, thì có phải là mình phải rõ khái niệm không? Nhiệm vụ của mình là đi làm rõ khái niệm rồi, để cho nó trở thành thành nhận thức. Và thứ hai, có nhiều cái thì cần phải rõ hình. Nhiều cái cần phải rõ hình. Ví dụ bảo một người dẻo dai là thế nào, bây giờ dẻo dai không nói bằng ngôn từ được, phải là hình ảnh. À, dẻo đây có một cái người đứng dậy, họ tập như thế nào, uốn lượn như thế nào thì mình nhìn thấy, thì đó là sự dẻo dai, được chưa? Thì mình nhìn thấy, kể cả là dẻo dai trong việc nói chuyện á. Hôm bữa thầy có chuyện nhau về sức mạnh sức bền, dẻo dai thăng bằng tốc độ trong việc mà mình ngồi đấy mình nói chuyện này, cái lưỡi của mình hay các kiểu khi mà mình nói thì nó là như thế nào. Thì những cái đó có thể là nó phải là rõ hình thì mới được. Có những cái là vừa rõ khái niệm vừa rõ hình thì mình phải kết hợp cả hai và tương đồng tần số. Hôm qua mình học về tiền thôi, cái phần này này, tương đồng tần số rung động năng lượng thì á, mình sẽ trở thành hoặc sở hữu, tức là nó nằm ở chỗ là một người không phải là cái tần số cao là người ta cũng ngon đâu, mà phải tương đồng, cũng phải là thấp, thấp thì cũng không tương đồng, cao cũng không tương đồng, mà phải là tương đồng tần số rung động năng lượng thì mình mới sở hữu và trở thành. Thì nhiệm vụ của mình là gì? Bây giờ á, đơn giản là những cái gì mình học được ấy, mình phải cho nó thành nhận thức.
thì nó mới được, thì nó mới là cái hiện thực của mình á, nó mới bền vững được. Đây này, nếu như ở góc này là góc thông tin rồi đúng không, nếu như nó là nhận thức của mình rồi á, thì mình sẽ có một cái nguồn á, tần số rung động năng lượng của mình rất ổn định. Bây giờ em hỏi cả nhà, nếu mà nói cái này là cây bút được chưa, nhận thức cái này là cây bút bật ra được liền luôn, vậy thì trạng thái nội tâm của cả nhà là âm dương hay cân bằng? Cân bằng, cân bằng. Ừ, cân bằng. Vậy thì khi tất cả mọi thứ nó là nhận thức của mình rồi, thì mình nói đến nó là một trạng thái cân bằng hoặc hướng dương. Ví dụ như mình nói là cảnh giới cuộc sống số 7, mình biết là cảnh giới cuộc sống số 7 là bằng giá trị cuộc sống cộng với chuyên ra, thì ra cảnh giới cuộc sống số 7 thôi, có gì đâu. Thì trạng thái rất là cân bằng luôn. Bây giờ nói đến con người, đây. Ồ, con người của mình là nó có cái nhận thức về con người như thế này, thì chắc đến con người mình có trạng thái nội tâm ấm nữa. Làm gì ấm nữa, nếu mà nó đang thành nhận thức của mình, còn mình ấm nữa là nó vẫn chưa là nhận thức của mình mà. Còn nếu như nó là nhận thức của mình hết rồi, mình đọc và nó bật ra được hết. Như này, bật chín nhạc ngươi là gì, bật ra này. Chín nhạc ngươi là gì, đọc ra được hết. Năm mốc mối quan hệ là gì, đọc ra được hết. Bây giờ mình phải hiểu được cây cầu con đường là gì, mình thấu suốt được nó được hết. Mình hiểu được người thầy là như thế nào, thấu suốt được hết các kiểu, thì nó là nhận thức của mình rồi. Thì ngay lập tức con người không có vấn đề này. Ngay lập tức khi nhắc đến duyên, trạng thái nội tâm của mình cực kỳ cân bằng luôn, bởi vì nó đã là nhận thức của mình rồi. Thì khi mà là nhận thức của mình rồi á, thì trạng thái nội tâm của mình á rất là cân bằng, được chưa? Vậy thì có nghĩa là cái năng lượng này ở cái đoạn này này nó sẽ được cô đặc, tức là năng lượng của mình á là nó sẽ không bị biến động. Có nghĩa là không phải ngày hôm nay tôi thấy con người có vấn đề mà ngày mai tôi thấy con người thật là tốt đẹp. Không phải là ngày hôm nay tôi thấy tốt đẹp mà ngày mai lại thấy vấn đề, mà luôn luôn chỉ có một trạng thái nội tâm rất cân bằng khi nhắc về nó, bởi vì nó là nhận thức rồi mà. Đâu phải hôm nay tốt đẹp và ngày mai không tốt đẹp đâu. Được chưa? Vậy thì cái năng lượng của mình là không bị trôi sụt, không phải là hôm nay cảm thấy thế này và ngày mai cảm thấy thế kia, mà luôn luôn được cố định. Vậy khi năng lượng mà cố định được rồi á cả nhà, thì khi nó biểu hiện ra vật chất á, đây này, đây là thông tin được chưa? Đây là năng lượng và đây là vật chất. Thì nó biểu hiện ra vật chất thì sao? Cái vật chất này nó sẽ bền, nó sẽ bền vững, được không? Còn nếu như nó không phải là nhận thức thì á, đôi khi cái năng lượng này nó sẽ chui sụt. À, lúc mà mình cảm thấy vui, lúc mình cảm thấy buồn thì cái vật chất này này nó sẽ không bền, nó không bền vững, được không? Vậy thì nó phải là những nhận thức ha, nó phải là nhận thức của mình. Thì mình học bất kỳ một cái gì thì mình lâu lâu mình phải ôn bài lại để cho nó thành nhận thức. Người nào mà đủ phước báo thì nó thành nhận thức luôn, còn chưa đủ thì mình ôn đi ôn lại nhiều lần, mình chia sẻ nhiều lần bài học tâm đắc ngộ ra các kiểu đấy, thì nó sẽ thành nhận thức của mình. Thì lúc đó cái vật chất này của mình nó mới bền được này. Chỉ dạng người cần nhận dạng là gì vậy? Sao nhân thứ nhân nhân mạch hoàn toàn nhân tài nhân sư thầy cô chúng ta À, Huyên Ấn. Chỉ dạng người cần nhận dạng là gì? chưa nhớ lắm Năm mốc đồ mối quan hệ. à, Ừ. quen thuộc quý mến tin tưởng thân thiết Ừ. Đó, bật ra như vậy. Liên đọc chỉ dạng ngươi cần nhận dạng đấy. Thì Liên học ở đây chưa hả? Như chưa học đúng không? Chỉ dạng ngươi cần nhận dạng. Thì nó là như vậy á cả nhà. rồi nhưng không nhớ chính là người nhớ nhân mạch nhớ nhớ thần tài nữa Nhà. Đó. nhớ thì tự Thì nhiên là tóm lại là ừ, vậy thì mình cần ôn lại bài ha, mình ôn lại mấy cái đó cho nó thuộc. Tại vì nếu như mà mình á, thứ nhất á, mình không có biết được chính dạng người cần nhận dạng á, đổi đại và trở thành á, thì mình không bao giờ trở thành chính dạng người này được. Không bao giờ, không bao giờ trở thành chính dạng người này được, để mà mình nó không phải là nhận thức của mình, mình nhớ nó nhân mạch nhân mạch cứ bây giờ thì nhớ bữa hôm em học nhân được mạch. bữa hôm em học cái lớp mối quan hệ nhân sinh của thầy Giang Lưu Nhật Nhật Anh. Anh á, Ừ. thầy phân tích rõ cái chín dạng người này rất là hay luôn á cả nhà, Ừ. học thích lắm, em có ghi lại để có gì em up lên. Ồ Dạ. thì hãy đi lại gửi lên nhóm nhé. Bây giờ cứ Dạ. cần cái gì thì cứ vào nhóm tìm các video thành từ điển rồi. Thầy Nhật Anh dạy hay, thầy Nhật Anh đang nhận bằng thạc sĩ ở bên nước ngoài đó.
hôm qua mới nhận. Thì bây giờ á, trước khi bà đi thành chủ hoại diệt ấy, bây giờ này học cả nhà mình có muốn học master không? Cả nhà có biết master để làm gì không? Có muốn để dạy Master sâu hơn ở bên trong á thì dạy sẽ trở thành một dạy cái được gọi là nhà quan niệm. Nhà quan niệm. Nhà quan niệm là gì? Nhà quan niệm á, hay còn gọi là những cái người mà đi phát triển á, các khái niệm nguồn, hay phát triển khái niệm nguồn này, phát triển quan niệm này, phát triển quy luật nguyên lý các kiểu ấy, đó là ở cái tầng sâu ở bên trong để cho người ta ứng dụng á. Vậy thì bây giờ mình phải hiểu này, mình hiểu như vậy thì nếu như mà muốn học ấy thì bây giờ mình hiểu, ví dụ như mình học là quy luật thành trụ hoại diệt này, mình học quy luật cộng sinh, mình học quy luật thu hút ảnh hưởng giá trị chuyển hóa, mình học các quy luật đó. Được chưa? Bây giờ mình hiểu này, quy luật là gì? Thì quy luật á, mình nghĩ vô ha. Quy luật là gì thì mình phải hiểu được mình muốn trở thành cái này. Quy luật là mối quan hệ, mối liên hệ. Quy luật là mối liên hệ. Bản chất tất nhiên phổ biến. Quy luật là mối liên hệ. Bản chất tất nhiên phổ biến và lặp lại. Quy luật là mối liên hệ bản chất tất nhiên phổ biến và lặp lại giữa các sự vật hiện tượng. Giữa các sự vật hiện tượng, giữa các đối tượng và giữa các nhân tố tạo thành đối tượng. Giữa các sự vật hiện tượng, giữa các đối tượng, giữa các nhân tố tạo thành đối tượng. Giữa các thuộc tính của sự vật. Cũng như giữa các thuộc tính của cùng một sự vật hiện tượng. Quy luật là mối liên hệ bản chất tất nhiên phổ biến và lặp lại giữa các sự vật hiện tượng, giữa các đối tượng, giữa các nhân tố tạo thành đối tượng, giữa các thuộc tính của các sự vật, cũng như giữa các thuộc tính của cùng một sự vật hiện tượng. Tôi vẫn thành Giữa các sự vật hiện tượng, giữa các đối tượng, giữa các nhân tố tạo thành đối tượng, giữa các thuộc tính của sự vật, cũng như giữa các thuộc tính của cùng sự vật hiện tượng. Giữa các thuộc tính của sự vật cũng như giữa các thuộc tính của cùng một sự vật hiện tượng. Giờ mình lấy một cái ví dụ về quy luật thành trụ hoại diệt đi. Quy luật là mối liên hệ bản chất tất nhiên phổ biến và lặp lại giữa các sự vật hiện tượng, giữa các đối tượng, giữa các nhân tố tạo thành đối tượng, giữa các thuộc tính của sự vật cũng như các thuộc tính của cùng một sự vật hiện tượng. Vậy thì nhé, quy luật là mối liên hệ bản chất. Vậy thì bản chất của một sự việc, một cái sự vật nào đó mà mình bắt đầu nhìn thì thấy nó trường tồn đúng không? Bây giờ này, bản chất của một sự vật, một sự việc. Mình đang nói về quy luật thành trụ hoại diệt ha. Quy luật là mối liên hệ bản chất.
Vậy thì bản chất của một sự vật, sự việc nhìn thì thấy nó trường tồn, nhưng thật chất là nó có thanh trụ hoại diệt. Không có gì là tồn tại vĩnh cửu hết. Thì khi mà mình biết mà mình ứng dụng được quy luật này, mình hiểu nó và mình thuận theo nó, thì sao? Biết cách kéo dài cái sánh, tức là cái sánh và cái trụ, thì mình đổi mới nó để cho quy luật này nó chậm khởi tạo, thì lúc đó mới được. Nhưng mà cái quy luật này nó luôn 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 tồn tại và nó luôn luôn khởi tạo theo cách của nó. Thì có một số công ty chuẩn bị hoài á cả nhà, thì họ làm gì? Họ đổi tên công ty, họ đổi cái nhận dạng thương hiệu công ty, họ đổi nhân sự các kiểu gì ở nội bộ ở trong công ty các kiểu, thì là họ đang đang ứng dụng quy luật này á. Rồi tiếp tục, quy luật là gì? Mối liên hệ bản chất tất nhiên, phổ biến, lặp lại giữa các sự vật và hiện tượng. Ví dụ như bốn mùa xuân hạ thu đông, thì nó thuộc về về bản chất. Ở miền Nam thì có mùa nắng, mùa mưa, thấy chưa? Nó là thuộc về bản chất này, nó thuộc về tất nhiên này, nó thuộc về phổ biến này, nó thuộc về lặp lại. Vậy thì đó là các hiện tượng, quy luật giữa các đối tượng với nhau. À, vậy thì ví dụ như giữa người với người, giữa người với người có những cái là bản chất, là tất nhiên, là phổ biến, là lặp lại, thì mình liệt nó vào là quy luật. Giữa thuộc tính của sự vật, giữa các thuộc tính của sự vật hiện tượng. Trong mùa xuân thì có đầu mùa và cuối mùa, có cây cây này phát triển, cây kia phát triển, thì đó là quy luật của tự nhiên. Quy luật xã hội á thì là gì? Là con người đến với nhau á thì sao? Có hợp rồi thì sẽ có tán, đúng không? Thì nó được gọi là quy luật về nhân duyên. Con người đến vì cái gì, do đâu mà đến, và ra đi vì cái gì? Quy luật thu hút này, quy luật thu hút là bản chất rồi, thấy chưa? Những cái người á mà họ có sự khác biệt, cách biệt, thì họ sẽ thu hút, đó là bản chất. Trong cả một số người mà có cái nhóm người á, mà ở đây này ai cũng đẹp hết, chỉ có một mình em xấu thôi, vậy em có thu hút không? Thu hút, đúng không? Bởi vì có sự khác biệt, cách biệt, thì nó là bản chất rồi. Chưa? Vậy thì hiện nay phổ biến của xã hội là thu hút bởi sức khỏe, sắc đẹp, cảnh đẹp cuộc sống, trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, thì nó có tính lặp lại, có tính phổ biến, có tính tất nhiên, thì cái đó được gọi là quy luật. Giống như quy luật gì về ảnh hưởng đi, vậy thì giữa con người với nhau thì nó có sức ảnh hưởng khi nào? Khi mà bạn đặt lợi ích của người khác lên cao hơn lợi ích của chính mình, mà không hạ lợi ích của bản thân, thì mình thấy cái đó là bản chất, là tất nhiên, là phổ biến, là lặp lại. Và xuyên suốt một cái thời gian như vậy thì mình sẽ ảnh hưởng họ. Tức là nhiều người á làm cái điều đó và có tính chất lặp lại, được không? Rồi, nhiều con người thì được gọi là phổ biến, và nó thuộc về bản chất và tất nhiên nữa, thì có bốn cái đó nó sẽ là quy luật. Ví dụ như quy luật về giá trị. Giá trị là gì? Số lượng người và chất lượng người nhận được cái giá trị đó thì sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn và giá trị cuộc sống của bạn. Thì nó luôn liệt vào một cái quy luật là gì? Bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại. Thì đó là chữ quy luật ha, đó là cái khái niệm về quy luật, thì mình hiểu. Thì một cái người á mà họ đi phát triển các khái niệm luôn, hay là trở thành một nhà quan niệm, tức là học sâu bên trong nữa, là cái người mà đi phát triển những cái này á, mọi người sẽ được học là quan niệm là gì, nguyên lý là gì, gì nhỉ, quan niệm, nguyên lý, rồi nói chung là phát triển 15 khái niệm nguồn á, quy luật.
của ngành, tất cả các ngành mình phát triển là sao, là mình phát triển cái này. Bây giờ là 6 giờ. Cái thanh trụ ngoại diệt, mình sẽ học về thanh trụ ngoại diệt, mình học quy luật thanh trụ ngoại diệt. Nhưng mà bây giờ học quy luật thanh trụ ngoại diệt thì kịp không ta? Cả nhà có bài học tấm đắc ngộ ra gì không? Hôm nay học tâm đắc nhiều nhất là mấy cái nhận thức với tâm thái từ ban đầu. Ừ. Trong lúc học được chia sẻ nên luôn thì nên tâm đắc sau cái tâm thái từ ban đầu thì nãy giờ mình có chia sẻ rồi, mà riêng cái phần nhận thức đó, thì cái bối cảnh hôm nay Trâm chia sẻ với mọi người cũng là cái bài học hôm qua mình rút ra được trong bài tải bố thí đó, là mọi thứ phải thành nhận thức thì mình mới có thể trở thành được. Ví dụ mình có nhận thức được hết 15 cái khái niệm của bốn cái lĩnh vực đi, thì sau đó mình muốn trở thành ai thì mình chỉ đơn giản là mình định hướng mình trở thành người đó thôi đó. Hồi trước thì mình không có biết cái việc đó, tức là mình kiểu như là mình rất là mơ hồ á, nhưng mà sau cái buổi chia sẻ thì mình mới nhận ra là mình cứ thấy là tại sao mà mình đang mong muốn có cái sự an vui bao nhiêu trân trọng biết ơn mà sao mình cứ quên hoài kiểu vậy. Mà lúc có những cái bối cảnh mà mình không có áp dụng được hoặc là mình quên nó luôn đi, mình quên luôn thì mình mới thấy là nó chưa thành nhận thức của mình. Và cũng có một cái nữa là nhiều khi có những cái ví dụ như ăn vui đi thì mình cũng cần phải có cái công đức phước đức đó. Thì nhiều khi mình chưa có đủ cái công đức đó thì cái sự ăn vui nó cũng không có tự nhiên đến với mình được đó. Mình cái này làm mình nhớ đến một cái câu thầy từng chia sẻ, giống như cái trạng thái nội tâm cân bằng á, mà sự an vui là cái đó mình không có huân tập, là mình tự có. Khi mà mọi người có đủ cái công đức đó, cái đó nó sẽ tự có đó. Ừ. Thì Đúng rồi. Nhận thức á, nhận thức là một sự cố định ở trong tâm trí của mình. Thầy từ trước giờ thầy không giải chiếu nhận thức đâu, bởi vì đã là nhận thức rồi thì còn còn nhận thức là cái gì nữa? Nhận thức là nhận thức thôi. Nhận thức là nhận thức thôi. Nhưng mà thật ra nhận thức á, đó là có một cái sự cố định ở trong tâm trí của mình. Nói đến cái bút là cái bút, nó không bị xê dịch á, thì trạng thái nội tâm của mình rất cân bằng. Chẳng hạn như vừa nãy Xuân Nương có nói là về sự an vui đúng không? Nhưng đầu tiên á, cái sự an vui á, mình nhớ cái tam giác hiện thực mà ra cho an vui đúng không? Tam giác hiện thực này là ở đây là an vui, là vật chất rồi đúng không cả nhà? Nhưng mà mình cần phải có thông tin của an vui, nó phải cố định lại. Đó là gì? Sự chân thật. Mình phải biết sự chân thật là gì. Mình phải có thông tin, mình phải hiểu và nó thành nhận thức của mình. Thì khi đó, khi mà mình hiểu được cái này á, mà mình đủ công đức phước đức á, thì á, một cái thông điệp đến á, mình sẽ cười tạo được thành không. Tức là thông tin này nó sẽ tràn qua năng lượng này, và lúc ngay lập tức mình nhận được sự an vui. Vậy nếu như nó không là nhận thức của mình á, thì mình sẽ cái biểu hiện vật chất này của mình á, sẽ chưa chắc là có, hoặc là có rất là ngắn. Nếu mà tánh không này của mình không đủ á, nó không đủ kéo dài ra để mà mình nhận được sự an vui dài đó. Tức là tánh không nó phải kéo ra đủ một cái thời gian thì mới có sự an vui đây này. Nó là một sự cố định ở trong tâm trí. Vậy thì ví dụ như tiền, phải có nhận thức về tiền. Phải có nhận thức về tiền thì mình cực kỳ giàu luôn. Có nhiều người á, họ làm một cái gì đó á, mà họ không phải là nhận thức ấy. Thì ví dụ như biến động thị trường xảy ra hay các kiểu đó đi, thì họ sẽ trạng thái nội tâm của họ nó sẽ bị dao động liền. Ngày hôm trước mình cứ nghĩ là thế này, nhưng mà nó đâu đã thành nhận thức đâu. Người tức là vừa nãy có nói một câu á, nếu như mà không phải là nhận thức hay là không có tâm thái rửa ban đầu hay không có cái quy luật nguyên lý gì đó, thì ra ngoài xã hội á, mình rất là dễ bị tác động. Mình rất là dễ bị tác động ở phía bên ngoài theo bản thân mình. Vậy thì mình phải cố định ha, mình cố định cái này này, mình phải cố định cái nhận thức này, nhận thức của mình, thì lúc đó mình làm cái gì nó mới nhanh nhanh chuyển đổi được. Mình cố định lại nhận thức ở chỗ này thì mình làm cái gì nó mới nhanh chuyển đổi được.
Chị thấy cái này trong thực tế thì có giống như là ví dụ như mỗi một người mình có một chuyên môn nào đó chẳng hạn, một nghề nghiệp nào đó đúng không, thì mình rõ về cái khái niệm những cái công việc mình đang làm này, thì cuối cùng là mình sẽ có được cái sự an vui, mình định tâm ở với cái nghề đó, cũng giống như là kiểu như là làm nhất nghệ tinh nhất thân vinh ấy. Thì khi mình lúc đó thì mình sẽ có cái kết quả cuối cùng là mình thấu suốt và mình làm cái nghề đó định tâm và mình tạo ra thành tựu ấy. Đúng không? Là ứng dụng Thì cái hiểu về là chị đang ứng dụng cái gì, ứng dụng bao nhiêu vào đó, nhận thức hả? đúng rồi hiểu đấy, làm sao để có được biến nó trở thành nhận thức của mình ấy. Khi một công việc gì đó mà mình biến nó thành nhận thức thì từ đó mình thấu rõ về nó, mình làm nó và mình sẽ đạt được cái thành tựu kết quả tốt về nó. Thì chỉ nói một ngành nghề gì đó thì mình cần phải thấu suốt về nó thôi. Một ngành nghề nào đó mình cần phải thấu suốt và có những nhận thức ở trong ngành, trong nghề đó. Có những nhận thức trong ngành, trong nghề của mình chọn. Thì á, có một số cái nhận thức là gì? Có một số cái nhận thức về ngành nghề á. Mình phải biến ngành nghề của mình trở thành nghề ước mơ. Không phải là đi ra ngoài như là gọi là nghề nghiệp nữa. Mà cái nghề của chị, tại vì nghề nào cũng đơn giản để biến thành nghề ước mơ. Nhưng mà cả nhà còn nhớ kiến thức nghề ước mơ không? Có ai nhớ nhớ tri thức nghe ước mơ không? Như Cái trong quan xã trọng là nằm hội, trong giới, cộng tác giác giới, lâu ở đớn lành, lâu lâu đó lành tam giác giới đáp ứng nhu cầu xã hội. Cái gốc đó là có nhu cầu xã hội. Thì cái mới rồi đó nó nằm ở chỗ đó là chị liên, nó nằm ở chỗ đó là gọi là nhận thức đấy. Ví dụ như bất kỳ một cái ngành nghề gì mình cũng có thể biến thành, tức là bình thường mình hay định hướng con mình là làm nghề nghiệp này nghề nghiệp kia, nhưng mà thật chất là mình phải định hướng cho con mình trở thành có nghề ước mơ, có cuộc sống ước mơ và có cảnh giới cuộc sống. Đó là kết quả, đó là kết quả nhận thức về quả nha cả nhà. Và sau đó mình phải đi sâu vô, à ở bên trong đó nghề ước mơ là cái gì. Bây giờ cứ nói nghề ước mơ giờ không biết nghề ước mơ gì, là mình nhận thức chưa có về nghề ước mơ thì làm sao mà mình đạt được nghề ước mơ. Vậy thì mình phải quay lại cái bài đó, mình xem nghề ước mơ là gì, xong rồi mình mới xem được là mình ứng dụng ở trong cái ngành nghề của mình như thế nào để biến cái ngành nghề của mình trở thành nghề ước mơ. Và trong trong cái ngành nghề của mình á thì có những cái gì mà mình, tại vì nếu mà mình làm chủ nhá, mình làm chủ á thì mình phải chủ động và chịu trách nhiệm, mình xem là cái nào là thành nhận thức, cái nào như gì đó thành nhận thức của mình, để cho cái ngành nghề của mình thì mình biết mà. Ngành nghề của mình làm bất động sản hay là làm về chứng khoán hay gì, mình phải biết những cái này thành nhận thức này, để mà có thị trường dao động xuống lên xuống gì đó, mình cái trạng thái nội tâm của mình rất là cân bằng trước bất kỳ một cái biến động thị trường nào, ví dụ vậy. Đó là trong ngành nghề của ai thì người đó tự biết, nhưng cái về quả là mình phải rõ là nghề ước mơ là cái gì, mình biến ngành nghề của mình thành nghề ước mơ. Và đơn giản có nghề ước mơ rồi á, ta ở góc thông tin rồi đúng không, thì nó đến cái góc này là cuộc sống ước mơ, và lúc này mình sẽ có cảnh giới cuộc sống cao. Còn nghề gì, ngành nghề gì thì nó không có quan trọng, tại vì ngành nghề gì nó cũng biến thành nghề ước mơ được hết. Đó là nhận thức. Nhận thức là vậy đó, cả nhà hiểu được chữ nhận thức chưa? Cây bút đơn giản là cây bút đấy, đừng nhớ mỗi cái đấy thôi. Thì trạng thái nội tâm rất cân bằng. Tại sao ở trong thầy ấy, cái môn của thầy là gì? Nâng lộ trình. Cái ai mà học 21 buổi Nâng á. tầm nhận thức nội tâm. Đúng rồi, lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Nhưng mà thật ra thầy bảo này, cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm á, thật ra là thầy làm như vậy, nhưng mà nhận thức là nhận thức thôi chứ chẳng nâng tầm gì nữa, gọi là nhận thức nhân sinh. Một người mà có nhiều nhận thức nhân sinh thì cuộc đời người đó thay đổi lắm. Tiền sẽ tụ về người gì, cô hẳn lý hải lý, lý hải lý học đấy, ở trong nhóm này là có lý hải lý học đấy. Tiền tụ về những người Tiền tụ về người, có kế hoạch xài tiền ý nghĩa, thôi gì nữa, tiền cần tiền tiền cần người có sinh thông, lãi hoặc tạo giá trị. người có thông tin. Em nhớ vậy Nướng xuân nướng không học mà biết hay vậy ta. thì biết được 8 quan điểm chuẩn, tiền phụ thuộc vào và số tiền mình kiếm được phụ thuộc vào cái số lượng và chất lượng con người mà mình giúp đỡ. Rồi tiền phản ánh Này bản chất là của có con cái người công thức gì 9852 đúng không? biết được tao biết quan điểm đó chứ. 9852 gì chị? Em không, mình có cái này này, đó là quan điểm chuẩn về tiền.
Đấy, mọi người đang đọc á, là quan niệm chuẩn về tiền được chưa? Đó là học ở trong lớp của Hoàng Anh được chưa? Tám quan niệm đúng không? Tám Ừ, quan đó là tám tám quan niệm chuẩn về tiền, nhưng mà đó chỉ là nhận thức nội tâm, cái đó là quan niệm về tiền thôi, còn nhận thức nội tâm về tiền này niệm. có phải có một cái nhận thức nội nhận thức về tiền, là tiền nó sẽ ở ba dạng: dạng thông tin, dạng năng lượng và dạng vật chất. Dân lý hải lý ở đây này học rồi, dạng vật chất là gì? Dạng vật chất là gì cả nhà? Đấy, nếu như mà mình không trả lời được thì nó vẫn chưa là nhận thức của mình. Hiểu không? Nắm được cái này không? Nó phải là nhận thức về tiền. Thì cả nhà xem lại. Vật chất á, là phải là mình cầm, nắm, sờ, nếm. Mình sở hữu đó. Mình sở hữu đất, mình sở hữu tài sản, mình sở hữu tiền. Nó là vật chất, được chưa? Được chưa? Ừ. Vậy thì ở năng lượng thì sao? Rồi ở thông tin là gì? Vừa nãy em hỏi tiền tụ mấy người gì? Là này, tiền tụ về những người có nhiều tri thức hơn người có ít tri thức. Và tiền tụ về những người mà thấu suốt nhân sinh. Bây giờ ở cuộc sống này của mình có phải là để phục vụ cho con người không? Bất kỳ làm một cái gì đó là phục vụ cho nhân sinh không? Thì là tiền sẽ tụ về những con người như vậy. Ở mặt năng lượng ấy, tiền sẽ tụ về những người có trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất. Được chưa? Giống như là ở phần năng lượng nó là công đức và phước đức ấy. Ở mặt thông tín á thì là sẽ là trí thức. Bây giờ mà giảng lại bài này á nó lâu lắm. Coi Coi lại lại để coi lại video của Trâm bài này đi. cực kỳ hay ấy cả nhà. Mọi mọi người mà có nhận thức về tiền rồi á thì đó lúc đó mọi người mới thấy là mình cực kỳ giàu luôn. Cực kỳ giàu luôn. Và thay đổi nhận thức về tiền thì tiền nó không nằm ở vật chất nữa, tại vì á nếu như mà tiền á mà là tủ là về vật chất rồi á thì nó không bao giờ nó đổi thành năng lượng được nữa. Bài này cô mới nói hôm qua nè. Ừ. Khi mà nó thành vật chất rồi á thì sao, thì năng lượng nó sẽ bị tản ra. Vậy thì một người mà thực sự giỏi á, một người mà thực sự là có nhận thức về tiền á, họ mà yêu quý về vật chất đâu, mà họ làm gì, họ cho nó tụ thành năng lượng này này. Khi nào thích á, thì năng lượng cô đặt được thì nó sẽ thành vật chất. Nó năng lượng cô đặt được thì nó sẽ thành vật chất. Thì giống như này, nước. Được chưa? Nước cộng với cà phê cộng với đường thì nó ra thành vật chất rồi, là nước cà phê. Nhưng mà bảo nó quay lại trở thành thành nước, thành đường đâu thì nó không thành được. Mà có thành thì nó rất là lâu và tốn kém rất là nhiều. Cho nên tiền á, nên á, tụ ở dạng thông tin và năng lượng. Ở quýt á, là tiền đang tụ ở dạng thông tin và năng lượng á. Cho nên là mình nhìn quýt là quýt chẳng có đồng nào, nhưng mà giá trị tạo lập của họ lớn lắm, cực kỳ lớn, những con người chuyển hóa cực kỳ lớn. Thì đó là tiền, nó nằm ở mặt thông tin và năng lượng, thì đó là một nhận của tiền. Còn không có đưa tiền về vật chất thì nghe lại cái bài đó bây giờ dạng lâu á. Rồi có nhận thức gì nữa? Rồi có ai có bài học tâm đắc ngộ đã gì không? Huyền Ấn có bài gì không? Hôm nay bữa nay ông nhận ra là hồi giờ ông chưa có dạng như là chưa có mấy cái nhận thức sâu sắc về mấy cái khái niệm á, đâm ra như cái nguồn năng lượng của ông để nhận nhận mấy cái vấn đề đó như nó còn bị chập chờn á. Thông tin không cố định á, mà chúng nhận thức á. Nên cái này để phải học lại để cho nó biến thành nhận thức đã, chứ không là cứ cứ giống như mình không có chưa có nhận được á. Thì tự nhiên đang ở đây này, học thì thấy ở đây thấy con người là vốn, ui con người không có vấn đề đâu, tí nữa đi ra ngoài chợ, trời ơi sao ba lại làm thế này với tôi, sao ba chửi tôi hay ba thổi tiền thiểu cho tôi chắc kiểu, đúng không cả nhá? Đó là thông tin không cố định nên năng lượng nó bị trôi sụt là vậy. Mình học á, mình ngồi mình học thì mình thấy thấy rất là hay, nhưng mà cuối cùng ra đời sống thì mình không ứng dụng được, bởi vì nó chưa là nhận thức. Còn nó là nhận thức rồi thì trạng thái nội tâm cực kỳ cân bằng. Lúc mà À, học bài về chị cái con người này lương tâm đắc lắm nè, tức là mình nó tuy là nó chưa thành nhận thức, tại vì là sẽ có những lúc mà mình vẫn cảm thấy mình chưa bao dung được cho con người ấy, nhưng mà ở trong đầu mình luôn luôn tự có một cái sự nhắc nhớ mình đó, là khi mà cái người này đang chửi mình, lúc đó mình mà vừa khởi cái trạng thái nội tâm âm là mình sẽ biết quay về cái bản này liền, xong mình khởi tạo lại đó. Cứ liên tục như vậy xong dần dần nó sẽ giống như là
và giống như thầy kêu là dùng cái từ sinh hoạt hóa, tức là mọi thứ giống như là nó thành bình thường trong cuộc sống của mình luôn á. Ừ. Chị đang có một cái tình huống này mà chị đang muốn hỏi mọi người này. Thì mà chị đang vẫn kiểu như mình đang cảm thấy là mình bị mắc tâm ấy. Tức là mẹ chị mấy ngày gần đây thì mẹ chị phải đi nằm bệnh viện. Và lúc mà bà đi vào bệnh viện thì cái ngày đầu tiên ấy, thì cái người mà nhận đón nhận bà vào ấy đó, thì nói rằng là phòng bệnh bị hết giường. Do đó thì bà phải vào cái chỗ mà kiểu như là phòng dịch vụ với cái giá tiền cao hơn gấp đôi, giá tiền là 600.000 một ngày. Đó, thế và bà thì không có nằm ở trong đấy mà hàng ngày vẫn đi về. Sau đó thì là mấy có hôm thì mới nói chuyện với cả mọi người ở trong cái phòng đấy, thì mọi người mới biết, mọi người mới nói rằng là có một cái phòng khác rẻ hơn giá một nửa mà thì nếu như mà chuyển sang đấy thì là đỡ hơn ít vì bảo hiểm nó chi phí cho. Đó, thế thì cuối cùng là bà mới hiểu ra rằng là tức là cái phòng đấy vẫn còn trống, phòng đấy vẫn còn có giường, mà những người đưa cho bà vào thì vẫn đưa vào cái phòng cao đấy. Thế là bà cảm thấy như là kiểu như là bị lừa, là bà không happy. Thế thì hôm qua là chị cũng ra chị can thiệp và chị nói rằng là như vậy là không, các bác sĩ làm như thế là không đúng. Thế và bây giờ thì bà chỉ đồng ý là trả một nửa cái tiền phòng của những ngày, những cái buổi mà bà đã nằm ở cái phòng đấy. Và cuối cùng thì họ đồng ý để họ họ cũng hiểu rằng là bản thân họ cũng là kiểu như là không được chính trực ấy. Đấy, thì hôm qua là mình đạt được cái mục tiêu là khi mà mình nói với họ về cái điều mà họ không được chính trực như vậy, và mình yêu cầu họ là phải làm đúng và mình chỉ trả một nửa cái số tiền của những cái ngày mà bà đã nằm như vậy thôi, thì mình đã đạt được cái mục tiêu đấy. Nhưng tự nhiên mình lại có một cái mâu thuẫn rằng là ồ vậy thì mình lại mâu thuẫn vì là các bác sĩ đấy là những người mà đã giúp đỡ, đã phục vụ cho bà trong những ngày vừa rồi ấy, mà bây giờ mình lại làm như thế thì mình lại, tức là mình mất đi hết tất cả những cái công đức phước đức mà họ đã tạo cho mình và mình không biết ơn ấy. Đấy, thì trong cái tình huống đấy thì mình xử lý như thế nào và cái cách xử lý của mình đã đúng chưa? Bởi vì là bản thân khi mà mình hiểu ra thì mình cũng biết rằng là bản thân họ đó, họ thấy định tâm của họ cũng là để muốn lấy tiền để được mọi người trả ở cái phòng tiền cao hơn đó. Nếu như ai mà không biết thì họ cứ yên, họ nghiễm nhiên là cho nằm ở cái giường bệnh cao hơn, mà trong khi đó cái phòng bên cạnh thì trống luôn, giá thấp hơn và trống. Vậy Rồi. thì theo mọi người cái cách xử lý như vậy thì như thế nào để cho mình cảm thấy là mình được an, mà mình không thấy là bị đó rơi vào cái hạt là vô ơn biết ơn cái gì đó rồi. Ừ. Thôi sao cả nhá. Khi một sự việc như vậy xảy ra thì mình cần có nhận thức gì? Đúng sai thật giả tốt xấu, trí tuệ tầng bậc một. Cái bá Như hệ đầu duyên. tiên sẽ là biết là đón nhận chứ, biết đón nhận xong rồi Ừ. mình sẽ quy bậc hai xong rồi đấy, xong mình nhìn nhận diện tốt đẹp. Xong rồi nên có một cái nữa, thì trong lúc mà chị Liên nói thì nên có một cái là lúc mà chị Liên gọi là xử lý cái vấn đề đó thì các bác sĩ cũng nhận cái điều đó và cũng gọi là hoàn tiền lại cho mọi người á, thì em chỉ nghĩ đơn giản thôi. Thì cái lúc mà nếu mà là em thì cái lúc mà em chia sẻ những cái đó với bác sĩ thì em sẽ giữ cái trạng thái nội tâm cân bằng để coi như là những người đó sẽ không, cũng không có bị tích áp lực vào họ và mình cũng bảo hộ được họ nữa. Đây là áp dụng bài hôm qua. Xuân Vậy nướng hồng ngon nhỉ. đó, sau khi xử lý xong thì chị mới nghĩ lại là ồ vậy thì mình làm sao để mình vận hành được cái cỗ máy công đức phước đức cho nó đúng. Hôm qua thầy có nói tâm trí phòng trí đó chị, khi mà mình có tâm trí phòng trí là mình thành bộ máy công đức phước đức, và lúc đó mình bảo hộ cho mình mà cũng bảo hộ cho những người xung quanh không có bị tích ác đức vào, từ cái sự oán trách của mình, từ cái sự chỉ trích của mình chẳng hạn. Ví dụ như lúc đó mà mình có cái sự oán trách bên trong mà cái trạng thái của mình âm đi ấy, thì lúc đó là cái người đó cũng đang tích cái ác đức của họ. Thì hôm qua thầy có dạy cái bài tại cái đó. Học ngón để ta.
Không. Một bất kỳ một sự việc bất như ý gì xảy ra thì bước một là gì? Biết và đón nhận. Biết và đón nhận, bởi vì mình biết học tổng nghiệp rồi, nó là tổng nghiệp quả của mình mà. Một người mà biết nó là tổng nghiệp quả của mình, đầu tiên là mình phải có trạng thái an vui, được chưa? Khởi lên một cái trạng thái an vui, biết và đón nhận gọi là an vui á. Biết vậy thôi à, thì đã làm nó như vậy, mình biết vậy thôi, mình biết là mình đang biết, chỉ liên học cấu trúc con người lại đi. Rồi biết thứ hai, sau khi biết và đón nhận rồi á, thứ hai á, nó sẽ có hai trường hợp. Đầu tiên á, nếu mà nói bao dung cho con người ấy, là đối với những người bình thường thì người ta gọi là bao dung cho con người, được chưa? Là em đang nói hai trường hợp này. Nếu như người chưa có nhận thức sâu sắc á, thì là bao dung cho con người. Nhưng á, một người á mà ai học với em rồi mà học kỹ á, à, học kỹ với em rồi á, thì không còn chữ bao dung nữa, mà mình phải có một cái nhận thức, đó là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Cả nhà có cái nhận thức này chưa? Vừa nãy định hỏi xong thì Liên nói. Cả nhà có một cái nhận thức là bất kỳ một cái sự việc gì xảy ra là do mình không? Học chưa? Học học công thức của nguồn cuộc sống chưa? Ấy, chị Liên phải học kỹ lại ba hệ quy chiếu này. Ba hệ quy chiếu cực kỳ quan trọng á, cho nên là phải học trước ba hệ quy chiếu đó. Nó phải là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính mình. Tất cả mọi thứ đó do hình ảnh trong tâm trí của mình, do nghe thấy nói biết của mình mà mình tạo nên. Vậy thì đấy là cái tầng thứ nhất, là mình hiểu là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính mình, thì mình không có bao dung cho con người nữa, đó là do mình, cho nên là mình mới có cái đó. Nhưng mà hiểu sâu hơn ở bên trong được gọi là tổng nghiệp á, ở khu vườn tiềm thức á, là tổng nghiệp quả của mình. Trong khu vườn tiềm thức đấy có gì? Tổng nghiệp quả, tổng nghiệp thức và tổng nghiệp duyên. Vậy thì mình biết rằng là nếu như xét về tổng nghiệp á, là mình có tổng nghiệp quả đó. Có phải là mình phải có nhân gì đó mình mới nhận được kết quả đó chứ? Mình phải biết là đó là do tổng nghiệp quả mà mình phải gánh. Thì ngay lập tức mình chẳng có bao dung cho con người nữa. Nhưng mà một người bình thường mà họ chưa có nhận thức này này, chưa có hai nhận thức này, thì họ sẽ khởi lên là bao dung cho con người, được chưa? Là bao dung cho các bác sĩ ấy. Nhưng mà một người biết rằng thì đó là tổng nghiệp quả của mình rồi thì thôi. Sau đó mới đến bước thứ ba, là khi mà mình biết là mình cần phải làm gì thì quay về là nhận thức bậc một ấy, như Lý Hải Ni nói ấy, biết đúng sai thật dạng tốt xấu. Thì bây giờ mình phải nhận được cái nhận thức bậc một đó, mình quay lại mình làm. Bây giờ à, mình biết vậy rồi, cội nguồn của mình, thì đầu tiên là an vui, là bảo hộ họ rồi, là mình không oán trách họ này, không gì này, thì họ không có tích tạo cũng được tạo ác đức này, như Xuân Lương nói. Thì mình đã bảo hộ được họ rồi, mà mình bảo hộ được họ và mình trở thành cỗ máy công đức phước đức rồi, và sau đó mình nhận diện nó là do tôi, cái đây là tổng nghiệp quả của tôi phải gánh. Thì cái bước thứ ba mình bắt đầu mình mới mới tự kiểu như là khi mà mình như vậy thì mình tự nhiên biết mình làm gì, thì mình quay về cái bước số gọi là nhận thức bậc một, làm cái gì để đúng sai thật giả tốt xấu. Đây, vậy thì việc của mình làm là gì? Mình không muốn ở đó nữa đúng không, thì mình chuyển phòng, mình xin chuyển phòng. Còn cái việc này, cái việc mà trả tiền ấy, trả một nửa tiền hay là trả một số tiền thì tùy, em không biết, cái này em không gắn thiệp. Vì khi mà mình trả tiền á mà người ta vẫn an vui thì không sao hết, là mình vẫn chưa tích tích ác đức, tức là nội tâm của người đối diện họ cân bằng á, thì mình không tích. Nhưng mà người nội tâm đối diện của người ta mà sân si hay cái kiểu ấy, họ ghét hay gì đó, là ngay lập tức mình bị tích ác đức. Nếu như mà mình hiểu rằng đó là tổng nghiệp quả của mình rồi á, thì mình trả luôn cho khỏe, nếu như mà họ sân si với mình. Còn nếu họ không sân si với mình thì thôi không sao hết, thì ngay lập tức là gì cả nhá, ngay lập tức là gì? Nhân quả không hồi Hãy tốt. Nhân quả không hồi tốt là chấm dứt cái quả đó rồi. Vậy thì cái sự việc bất như ý đấy mà mình chỉ cần làm được những bước này là nhân quả chấm dứt luôn, và mình trở thành cỗ máy công đức phước đức, hiểu không? Tức là nhân quả nó không hồi tốt nữa, cái quả đó chị phải nhận, mà cái quả đó là chị phải nhận, bởi vì trong tổng nghiệp quả của chị có, tức là ngày xưa mình đã gây ra một cái nhân gì đó mà bây giờ mình phải nhận cái quả đó, thì ngay lập tức mình biết và mình đón nhận là xong rồi, xong nhân quả cắt luôn, không có nhân mới. Còn nếu như mình còn sân si, mình còn làm một cái việc gì đó mà mình không chấp nhận cái điều đó, mình không chấp nhận cái điều đó mà mình làm khác đi, thì ngay lập tức cái nhân mới nó đã nảy sinh rồi, mình gieo một cái nhân mới rồi, mà mình gieo nhân mới thì ngay sau mình lại gặt quả thôi.
Còn ngay lúc đó mình biết như vậy và mình chấp nhận cái quả của mình là xong hết, mình đưa về một cái trạng thái rất cân bằng. Cho nên mới nói là học ba hệ quy chiếu cực kỳ quan trọng á, ba hệ quy chiếu quan trọng lắm, nó là nền tảng. Cả nhà thấy á, một cái bài gì của em á đi kết luận cuối cùng là rõ hình rõ khái niệm và tương đồng tần số không? Niềm tin bản thân cũng ra rõ hình rõ khái niệm tương đồng tần số, học cái gì cũng rõ hình rõ khái niệm và tương đồng tần số. Ba hệ quy chiếu là lá bàn á. Nhưng mà nó sẽ có một vấn đề là nếu như mà mình ở đây nhá, mình happy, mình an vui, mình đón nhận, thế và mình sẽ trả rất nhiều tiền và mình lại bao dung, mình lại dung túng cho họ vẫn tiếp tục làm cái hành động như vậy với những người khác thì sao? Dung túng và khác. Ở đây có ai phân biệt từ dung túng á? Dung túng với bao dung á? Hả? Khác. Vậy thì với những cái hành động như vậy ấy, thì mình có nên, ví dụ như mình nên mình phản ánh với cả ban giám đốc hoặc là như thế nào đó để cho họ không có những cái hành động hay không? Bởi vì ví dụ như là sẽ có rất nhiều người bị ở tình trạng như vậy, và nếu như mà người ta đưa những cái thông tin đó lên mạng xã hội chẳng hạn, thì lúc đấy là những cái người mà tạo ra những hành động đấy thì người ta mới dừng lại chẳng hạn. Nếu như mình làm theo đúng cái cách của mình ấy thì tất cả những cái người xấu ấy người ta vẫn cứ làm mãi. Mọi người học bao dung chưa cả nhà? Học rồi cô. Lợi ích của bao dung là gì? Là Để chưa thành nhận thức của mọi người. Lợi ích được. của bao dung là gì? Và tối hôm qua em nghe thầy nói là nay mai gì có khóa nội tâm mới á, Lý Phượng Liên. Lý Phượng Liên theo dõi trên quýt, trên cái trang quýt của mình á, để mình học nội tâm khóa mới nha. Nay mai gì nè, tối hôm qua thầy nói thầy cho lịch đó. Bây giờ này học bao dung chưa? Để em hỏi cả nhà này, cái đó là phải học rồi, học cái khóa của thầy là phải học rồi ha. Cái đó không có bàn cãi được, muốn thay đổi cuộc đời. Nhưng em hỏi cả nhà, bao dung cả nhà đã học được chữ bao dung chưa? Hiểu biết bao dung là gì chưa? Chưa thành nhận thức đúng không? Bao dung là gì cả nhà? Bao dung có thấy lỗi của người nữa không? Không có thấy lỗi của Bao người. dung, bao dung là không thấy lỗi của người nữa, bao dung là không thấy lỗi của người nữa. Và lợi ích của bao dung là sẽ giúp cho người ta hướng đến sự tốt đẹp của con người. Còn một khi mà mình đã thấy lỗi của người nữa thì mình không gọi là bao dung. Học lại bài này đi, học bài này bao dung có những cái tư duy liên quan đến cái này. Khi mà nói đến bao dung thì mình có Bao những tư dung duy. là không dính mắc vào những cái lỗi của người. Lắc của một con người. Ừ đúng rồi. Mình có những từ này này, hãy để ý nha, mình phân biệt này, khoan dung này, vị tha và tha thứ, mình phải phân biệt được ba từ này. Vậy thì á, ở trong trường hợp của chị Liên là chị Liên đã thấy lỗi của người rồi. Chị Liên đã thấy người ta có lỗi rồi. Thì nó nằm ở chỗ là con người có Trong vấn đề cái rồi. tình huống như vậy làm sao để mình có thể chuyển hóa được những người đó nào, nếu như mình bao dung? Thì học về bao dung đi, bao dung sẽ khiến cho người ta trở nên tốt đẹp, sẽ khiến cho con người, lợi ích của bao dung là giúp cho người ta hướng đến sự tốt đẹp. Chị học lại cái phần bài bao dung á, thì chị phải không thấy lỗi của người đã. Còn đây là chị thấy lỗi của người rồi thì chị không, tức là chị đã dính mắt vào lỗi của con người rồi. Đây này, nhận thức về con người này, là con người không có vấn đề. Còn đây là mình đã thấy con người có vấn đề rồi thì mình không có bao dung được nữa. Được không? Tức là mình đã dính mắc lỗi của họ rồi, mình thấy họ đã có lỗi rồi, nhưng mà mình chưa có. Đấy là tầng bậc 2 đúng không? Mình phải nhận là cội nguồn cuộc sống là bắt nguồn từ chính mình mới được, thì mình mới thấy con người không có vấn đề. Còn đấy là mình đã thấy con người có vấn đề rồi á, thì không được gọi là bao dung. Một khi mà mình đã bao dung rồi là mình không thấy con người có vấn đề nữa, thì lúc đó họ sẽ tự động hướng đến những điều tốt đẹp. Phải học kỹ bài này mới được. Bây giờ nếu mà chưa học thì nói thì mọi người cũng chưa thành nhận thức, nhưng mà ai học rồi thì sẽ nhớ. Đúng không cả nhà? Còn Nhưng dung mà túng nói gì? Sao ạ? sao khi mà ở trong ca nội tâm á, thế ai hỏi thầy gì á, thầy nói là học
học nội tâm đi. Thì khi mà mình học cái khóa nội tâm rồi á, cái là tự nhiên mình sẽ trả lời được hết, mình không có thấy cần phải hỏi ai gì nữa hết tự nhiên mình phải biết làm gì hết trong mọi hoàn cảnh luôn, không 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 cần phải hỏi câu hỏi nào hết. Dung túng á, là mình thấy có lỗi của người rồi thì lúc đó con người nó mới, tức là lúc đó con người nó mới không, tức là nó sẽ bị như trường hợp của chị á, được gọi là dung túng á, là mình thấy lỗi của người ta rồi bữa sau người ta sẽ mắc lại. Mình đã thấy con người có vấn đề rồi thì người ta sẽ bị mắc lại, còn nếu như mà là bao dung rồi á thì sẽ không thấy con người có vấn đề. Học bài này thì giảng tỉ lắm, còn nếu không á thì em giảng cho. Thì học lại bao dung. Bao dung là gì? Lỗi không nhập vào mình nữa. Thì mình có hình ảnh tâm trí vào cái điều đó không? Một lỗi lầm của người á, mà vừa bộc lộ ra, lỗi lầm của họ mà bộc lộ ra với mình thì có phải là nhân quả chưa cả nhà? Nhân quả đã biểu hiện đó chưa? Nhân ở hàng hà sa số đời thì bây giờ mình mới có quả đó. Vậy thì bây giờ nếu như mà mình không biết được mà mình cứ cho cái vấn đề đó nó tiếp tục thì sao? Thì mình lại tiếp tục là gây nhân tiếp và ra quả tiếp. Mà mình đó là mình chữa chữa lỗi của người rồi. Dung túng thì á, sẽ cho người ta có khả năng lặp đi lặp lại cái điều này nhiều lần. Lỗi của mình nhập đến, tức là lỗi của người nhập đến mình và mình thấy họ có lỗi thì sao? Mình không có xử lý được cái nội tâm mà mình không có xóa được ở bên trong của mình á, mình nói thôi kệ kệ nó, không có sao đâu. Bình thường nhiều người nhầm á, nhầm cái chữ bao dung với dung túng, thì họ đã nhập vô cái lỗi xong họ bảo là thôi bao dung cho con người, ô thôi bao dung cho con người, kệ nó đi, kệ họ đi, mình bao dung cho họ, thì đó mới gọi là dung túng. Thì dung túng đó ngay lập tức chị đã thấy lỗi của người rồi thì chị phản ánh hay gì gì đó thì ok, thì đó là chị thấy lỗi của người, thì là chị mà không làm thì nó gọi là dung túng. Thì lúc đó họ sẽ lặp đi lặp lại cái hành vi đó, giống như mình giả bộ á, mình giả bộ thường thường nhiều người họ không phân biệt được, họ giả bộ là mình bao dung nhưng không phải, mà mình nín thinh thì họ sẽ làm tiếp. Nhưng mà một khi mà mình học được chữ bao dung á, là mình không thấy lỗi của người mà thấy của mình này, thì người ta sẽ tự động hướng đến điều tốt đẹp. Chẳng hạn như về đơn giản đó là Rồi nói nhá, ví dụ như của chị là chị đã qua mất rồi, chị đã làm xong cái đó rồi, tức là chị đã chỉ cho họ thấy rằng cái lỗi của họ như thế và chị yêu cầu phải 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 làm cho đúng rồi. Thế thì bây giờ mình cái bước tiếp theo của mình sẽ làm gì để mình ngắt lại cái vòng luân hồi đó? thì ngắt đi nữa nó xong rồi, sự việc xong rồi mà giờ có ngắt đi nữa đâu, thì bây giờ nó xong rồi đó. Bữa sau á mà một cái sự việc gì đến á, mình biết Ví và đón nhận, dụ nó biết mình đó có là một, thể mình ấy lại cái ở trong tâm trí của mình có thể làm cái gì đó được không? Cái kiểu mình gieo một cái nhân mới ấy. cái này thì em cũng không biết, nhưng mà trong tâm trí của mình mà quay lại thì mình chỉ biết lại thôi, biết lại là đó là cội nguồn từ mình, cội nguồn cuộc sống từ mình. Thì sau này nó có trổ quả nữa hay không thì mình cũng đưa một cái trạng thái biết và đón nhận thôi. Mình biết là mình có gieo nhân gì đó rồi, mình biết vậy thôi, bây giờ mình an vui mình biết vậy thôi. Thì nó có ra thì ấy, nó nằm ở thế này. Cả cả nhà này giờ học cái môn này hay lắm, trí tuệ một người á, có phải là vừa nãy giờ mình chọn là trí tuệ bậc 3, bậc 2, bậc 1 đúng không? Thì một người có trí tuệ là một người luân chuyển được các trạng thái nhận thức nội tâm. Vậy thì á, có thể ngay hôm nay chị cảm thấy lăn tăn với nó, nhưng mà thôi chị bỏ đi, chị buông đi. Bây giờ chị biết rồi, tại vì lúc mà chị chưa biết thì không sao cả. Thì chị chưa biết mà, thì nó chả có vấn đề gì. Nhưng giờ chị biết rồi thì chị buông đi, và bữa sau nó có đến á, thì chị là một người có trí tuệ. Là một người có trí tuệ là biết luân chuyển các cái tầng bậc nhận thức nội tâm. Thì khi á, một người có trí tuệ thì sao cả nhá? Nó có cái này hay lắm. Khi mà một người có trí tuệ rồi á, ngày xưa con của mình á, con mình nhảy qua một cái vũng nước, con mình đang nhỏ nhảy qua một vũng nước, thì con mới bảo ba ơi con nhảy qua được một vũng nước rồi này. Nó cảm thấy một cái điều đó là một điều rất lớn lao mà nó làm được, được chưa? Nhưng mà sau này lớn lên thì nó chỉ cần bước qua vũng nước là xong rồi đúng không? Vậy thì một người có trí tuệ luân chuyển được các tầng bậc nhận thức nội tâm á, thì các vấn nạn đến với họ á, họ không coi đó là vấn nạn, họ không thấy đó là vấn nạn á. Tức là họ đối với họ thì nó rất là bình thường, nó rất là bình thường, và họ biết luân chuyển được các trạng thái nhận thức nội tâm như thế nào thế nào thế nào. Thì tất cả những cái sự việc mà đến, tức là họ đứng trên các vấn nạn phát sinh luôn.
được gọi là đứng trên các vấn nạn phát sinh, thì thật ra là quả nó vẫn vận hành, quả nhân quả nó vẫn vận hành, nó vẫn đến, nhưng lúc đó mình thấy là nó không phải là vấn đề nữa. Thì sau này á, bây giờ chị cảm thấy nó là vấn đề, nhưng mà khi mà chị đã học và chị có trí tuệ rồi á, chị học kỹ rồi á, thì sau này có vấn nạn đến á thì nó không phải là vấn đề của chị nữa, chị đứng trên các vấn nạn thôi. Ừ, nó là vậy. Thì cái lớp 21 ngày nó rất là quan trọng á, cực kỳ quan trọng luôn. Ừ. Yes, biết rồi cả nhà. Dạ. Để tên xem. Vậy Hóa chất ha. vô thúy này là tới đó chị Liên. À, chị Liên có học bảy vô thúy không ta? Thì hết tối nay nè, thầy nói là có thể là ngày mai. Ngày mai thầy đưa đường link để đăng ký đó chị Liên. Chị đều đăng ký hết nhưng mà chị không thể học được buổi tối, vì buổi tối nó có nhiều Zoom khác. Hả? Mình ưu Thì tiên mà ưu tiên nội tâm trước rồi mới học mấy cái khác. còn không thì mình nghe lại được mà. Mình nghe mình bật tua nhân 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 1,5 nhân 2 lên. Mình đọc nghe nhanh á. Nghe nhanh để làm gì, mình có cái nhìn tổng quát trước. Sau đó mình đi chi tiết mình học sâu sâu. Ví dụ vậy. Thì có nhiều cách học lắm, nhưng Chị mà tưởng nó là cái khóa nằm 28 ngày là hết rồi đúng không? Cái khóa 28, K28 là hết rồi và bây giờ là thầy dạy riêng về những cái chuyên đề khác đúng không? đâu chuẩn bị dạy cả 29. Đúng rồi. Tức là Ý lịch đi của thầy này, nhìn ông thầy của mình làm chu kỳ nhịp điệu này là nói như thuở ban đầu luôn, phải nói là nể thầy kinh khủng luôn. Thầy đi 21 ngày về thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui, sau nó thầy đi 7 ngày 7 bố thí, xong thầy đi 21 ngày, xong tiếp 7 ngày bố thí, là cứ 21 ngày làm vậy á, kính chưa. chưa kể mentor master Coi đó, như là đủ tháng mỗi luôn mỗi đúng không, sáng chả mỗi có không có ngày nào là thầy. Đúng rồi, đợt này thầy đang muốn là toàn bộ xã hội sẽ được nhúng mình vào cái này và thay đổi nhận thức. Bây giờ này, hồi hôm qua học với tiền thôi. Giờ đất nước Việt Nam là một đất nước mà thấu suốt nhân sinh, thì tiền của thế giới sẽ đổ về tiền của sẽ đổ về Việt Nam. Mình sẽ trở thành thầy của thế giới á. Cho nên á, cái bộ môn nội tâm là bộ môn khủng khiếp lắm, kinh khủng lắm. Ở ngoài thế giới họ rất là giàu về vật chất rồi, nhưng mà họ thiếu phi vật chất. Nên họ sẽ đi tìm an vui. Và nước Việt Nam á, không biết cả nhà có tin vào tâm linh không, nhưng mà cái này á, ở trong tâm linh họ nói là nước Việt Nam sẽ trở thành thầy của thế giới. Là các thầy sư thầy á, những người tu tập á, họ nói vậy. Thì á, thầy Toàn của mình cũng nói vậy. Đó. Và đất nước của mình là đất nước công đức vô lượng. Công đức vô lượng nha. Đất nước người khác có thể là có phước đức, nhưng mà đất nước của mình là công đức vô lượng. Đất nước của mình rất là nhiều người nhận được sự chân thật và an vui. Mà ở nước ngoài họ không có thiền này, có phải là nước ngoài người ta đã đổ về Việt Nam để người ta tìm về thiền đó, người ta ngồi thiền đấy rất là nhiều. Cho nên là ở chùa như chùa của em á là phải học tiếng Anh hết để mà đi giáo hóa bằng tiếng Anh, thì chùa giống nào cô như Trâm tiếng ừ, Anh nó để học học tiếng Anh rồi học nhạc học võ học thuật rất là nhiều thứ nói chung là đó. học đa dạng môn đó là cũng Thầy chọn Toàn cũng đang ừ, thầy Toàn cũng đang cho mọi người học 10 thứ tiếng để làm gì, để lan truyền cái tri thức này ra bên ngoài. Vậy thì bây giờ nếu như mình không nắm được tri thức này á, là sau này mình lạc hậu ấy nha. Nhưng mà chắc chắn là đứng ở trong hang ấy, đứng ở trong hang thì kiểu gì là mình cũng 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 có thay đổi được nhận thức, nhưng mà mình biết nó quan trọng thì mình ưu tiên cho nó, quan trọng lắm đó cả nhà. À, hôm nay có Linh đăng ký học e-quiz rồi đó mọi người. Học suốt rồi. Sức học tập không Mới thể học mà mới học được có tí đó mất. áp dụng ngay Biết là vẫn là tại chỉ vì một cái lộ trình của e-quiz đó, nó kéo dài tới 48 ngày lận, nếu mà mình dở là mình phải đợi lâu lắm. e-quiz là gì thằng nghĩ E-quiz là tiếng Anh đó chị. À. Đây này, e-quiz này đâu rồi, ôi dồi, không phải phải á, e-quiz này Bỏ đó lên bàn á, bỏ lên bàn ở bỏ ha, đúng không? không Trời chơi. ơi. Đang Đây e-quiz này, như cách học này, cục đàn con cái này. Trâm E-quiz học tới grade nào rồi? Trời, cái này là nâng cao này. rồi, Cái này là Là của mentor mentor number năm. one mà, kiến Mentor chưa? năm rồi. Đó, ngôi nhà nội tâm này, nội À, tâm cũng bằng khỏe tiếng có Anh mình. Ủa để luôn. đi mà chia sẻ tri thức này bằng tiếng Anh mà. Đó, Yeah. trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất, đó, thể chất vật chất này.
Kính chưa? Ok. Người ta học đấy, khỏe từng ngày thôi. Rồi. Em thấy có master nào mà gì Mimi Trần chia sẻ bằng tiếng Anh luôn rồi cô. Ở trên Ừ, YouTube á. Ở trên nhiều lắm. YouTube á. Đúng rồi, nhiều lắm cả nhà. Bây giờ con chuẩn bị học tiếng Nhật này, học tiếng Đức, học tiếng Đức nữa. Rồi, ngày nào cũng luyện đi. Mà nói chung là luyện tiếng Anh á. Em đang học á, đang học nhiều thứ. Thì nhà mình cũng học đi. Đấy, vậy thôi. Còn ai muốn nói gì nữa không? Sao đi tắm, người tắm mồ Rồi hôi. vậy ha, chúc cả nhà ngày Rồi mới rồi, ấm chào đi. mừng cả nhà Chúc năm mới. biết ơn cô, chúc cô và cả Dạ. nhà ngày mới vui vẻ an lành. Chúc cả Dạ nhà ngày em mới chúc ăn nhiều vui. người như vậy nha.